Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 44. Đường phố câm như hến, cây kim rơi cũng nghe rõ tiếng, tất cả mọi người bị một màn vừa rồi chấn động đến trợn mắt há mồm. Một chiêu còn không chịu nổi, còn muốn nhường ta ba chiêu. Hồi lâu, tâm thần đám người mới bị một thanh âm kéo trở về. Nhìn thấy Tiêu Phàm đang vặn vặn đầu ngón tay, đám người làm sao không rõ, vừa rồi chính là Tiêu Phàm hắn một kích đánh bay Công Tôn Giả. Khóe miệng đám người giật một cái, mặc dù bọn hắn biết Công Tôn Giả không phải đối thủ của Tiêu Phàm, nhưng mà cũng không nghĩ đến, Công Tôn Giả ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Chẳng lẽ Công Tôn Giả yếu như vậy? Bọn hắn không biết không phải Công Tôn Giả yếu, mà là Tiêu Phàm quá mạnh. Tiêu Phàm tương đương với tu vi chiến đế cảnh trung kỳ, mà Công Tôn Giả chỉ là chiến đế sơ kỳ. Cao hơn một cảnh giới mà cũng không thể miểu sát được kẻ địch, vậy cũng không phải là Tiêu Phàm. Chờ đợi hồi lâu, mọi người rất ngạc nhiên, Công Tôn Giả thật lâu cũng không xuất hiện, tựa như mất hút vào trong hư không. Đợi bụi bặm chậm đi, ánh mắt tất cả đám người đều ngốc trệ tại chỗ kia. Chỉ thấy Công Tôn Giả dính chặt vào trên mặt tường một dãy nhà ở cuối con đường mà hắn đã bay tới, hắn đã hôn mê, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trên mặt hắn có dấu năm ngón tay đỏ tươi, nếu như không phải còn cảm nhận được ngực hắn đang chập trùng, mọi người tuyệt đối coi là Công Tôn Giả đã chết. Nhìn thấy một màn này, đám người khóe miệng giật một cái. Một bàn tay đánh Công Tôn Giả một trong thánh thành bát tuấn ngất đi, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Công tử lại mạnh lên. Vân Khê hít sâu một hơi, tốc độ Tiêu Phàm tăng lên khiến hắn càng sợ hãi thán phục không thôi. So với lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm cường đại hơn quá nhiều. Gia tộc Công Tôn ngươi còn muốn ép mua đồng bạn ta. Tiêu Phàm lạnh nhạt thần nhìn chằm chằm Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh sắc mặt trắng bệch nói. Không, không dám. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh đầu hai người đều lắc như trống. Bọn hắn nào còn dám ép mua Tiểu Kim, Tiêu Phàm chính là đồ điên, đến Ngô gia gia chủ cũng dám giết, nếu như chọc giận hắn, đoán chừng bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi không đến một năm, Tiêu Phàm vậy mà đã trưởng thành đến mức bọn hắn còn phải e ngại. Nếu như không phải bởi vì phía sau bọn hắn là gia tộc Công Tôn, đoán chừng sớm đã biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Chúng ta đi vào. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim cùng Vân Khê một cái, liền đi đến cửa ra vào Lăng Vân Thương Hội. Lúc Tiêu Phàm quay người đi, hắn cảm giác có vô số con mắt theo dõi hắn, trong những ánh mắt này, có mấy tia vô cùng lăng lệ, chẳng qua là khi Tiêu Phàm nhìn lại thì cái gì cũng không có. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, chỉ cần là địch nhân, dám can đảm ra chiến, Tiêu Phàm hắn đều không chút do dự tiếp nhận, dù thế gian đều là địch, hắn đều sẽ một quyền đánh nát, một kiếm chém giết. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao Công Tôn Vũ sợ hắn như thế, nhưng cái này đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt. Thậm chí Tiêu Phàm càng nghĩ đến, hắn giết chết Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi, giết hai chiến đế hậu kỳ của Lâm gia, cuối cùng tựa như cái gì cũng không phát sinh, cũng có khả năng có quan hệ tới Công Tôn Vũ sợ hắn. Mẹ kiếp, những đại gia tộc này không phải cho là ta có địa vị rất lớn chứ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ thầm, liên kết chuyện những ngày qua. Cũng chỉ có nguyên nhân này, các đại gia tộc mới không dám xuất thủ với hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười thầm trong lòng, xem ra là một hiểu lầm hoàn mỹ, như thế càng hay, ta cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Diệp Thệ Thủy, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Rất nhanh là đến phiên Tiêu Phàm xuất ra thiếp mời trắng mà Tô Mạch Huyên đưa cho hắn, gác cổng cho đi, Tiêu Phàm liền mang Tiểu Kim cùng Vân Khê đi vào trong Lăng Vân Thương Hội. Trong lúc xếp hàng, Tiêu Phàm luôn cảm giác có mấy con mắt nhìn chằm chằm mình, có điều hắn lại không cảm ứng được vị trí đối phương, bởi vì rất nhiều người tham gia hội đấu giá, hơn nữa thực lực đối phương không kém. Theo đám người tiến vào sàn bán đấu giá, Tiêu Phàm trong nháy mắt cũng bị bố trí của sàn bán đấu giá làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hội trường rộng tới mấy trăm trượng, cao đến hơn 10 trượng, không gian rất lớn, đủ chỗ cho mấy vạn tu sĩ. Phía trước của phòng đấu giá xây một đài cao lớn, chính là dùng mây đàn cổ mộc dựng lên, mùi thơm ngát bốn phía, mặt bàn phủ thảm đỏ, màu đỏ tươi như máu, khí thế tôn nghiêm, hoa mỹ vô cùng. Bốn phía hội trường, có một long đại trụ đứng vững, chống đỡ cả tòa đại điện, đếm một chút, tổng cộng có tới 49 căn,
phía trên đại trụ có khắc một vài đường vân thần bí. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên không trung là một khoảng mây mù mông lung màu trắng, âm thầm có bốn kim long sinh động như thật đang cướp đoạt một viên long châu, giống nhau như đúc, phảng phất hiên ngang. Từng viên dạ minh châu kết thành chuỗi, buông xuống từ mây mù, óng ánh trong suốt, phản xạ ánh sáng lộng lẫy, chiếu sáng bừng cả hội trường, khiến người ta khó mà mở mắt, cực kỳ xa hoa. Hội đấu giá của Hoàng Triều, đế triều so với hội này, thật đúng chỉ như so kiến với voi. Với tính cách như Tiêu Phàm mà cũng không nhìn được cảm khái nói, sau đó nhìn vào thiếp mời trong tay, gian số 18. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía phòng đấu giá, xung quanh bàn đấu giá trưng bày đến hàng vạn cái ghế, mà cũng không lộ vẻ chen chúc chút nào. Trong sàn bán đấu giá sớm đã chật ních bóng người, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Thời gian tới lúc hội đấu giá bắt đầu chỉ có không đến nửa chén trà nhỏ, rất nhiều người sớm đã tìm được chỗ ngồi của mình, đối với hội đấu giá một năm một lần này tỏ vẻ vô cùng chờ mong. Mà ở xung quanh hội trường, lại có nguyên một dãy những lầu nhỏ kéo dài, bốn phía lầu dùng thủy tinh đặc thù bịt kín, bên trong có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài, mà bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Cho dù là hồn lực cũng không thể từ bên ngoài thẩm thấu vào bên trong. Thủy tinh kia có thể ngăn cản hồn lực tu sĩ dò xét, cái này cũng là vì bảo hộ bí mật khách hàng. Dù sao, cái giá tiêu hao cũng sẽ hưởng lại được đãi ngộ tương ứng. Tiêu Phàm, ta còn tưởng ngươi không đến. Đột nhiên, một thanh âm êm tai vang lên, lại thấy một nữ tử mặc váy lụa ngắn lam sắc chậm rãi đi tới, mang trên mặt nét cười nhu hòa. Thịnh hội bậc này, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Người tới chính là người đưa hắn thiếp mời, Tô Mạch Huyên. Phía sau Tô Mạch Huyên, còn có một đôi mắt lạnh lẽo theo dõi hắn, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm, người ghi hận Tiêu Phàm như thế, cũng chỉ có Tô Mạch Hàn. Tiêu Phàm, ta gửi thiếp cho ngươi, có thể cùng ngươi dùng chung một gian được không? Tô Mạch Huyên phóng đáng cười một tiếng, bộ dáng trí tuệ vững vàng. Tỷ, đợi trong chốc lát là ta có thể đi lừa được gian khác, tỷ đợi ta. Tô Mạch Hàn không chút do dự mở miệng nói, hắn không muốn trung gian cùng cửu nhân của mình. Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, người chẳng lẽ còn chuẩn bị đi đoạt gian phòng của người khác sao? Tô Mạch Huyên lãnh đạm nói. Tỷ, ta, Tô Mạch Hàn nhất thời không biết nói gì, hắn thật là có ý nghĩ như vậy, với thân phận của hắn, tùy tiện tìm một gian, sẽ không ai không cho hắn mặt mũi. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, hắn có thể nhìn ra. Tô Mạch Hàn rất sợ tỷ tỷ Tô Mạch Huyên của hắn. Quan trọng nhất là Tiêu Phàm nhìn không thấu tu vi Tô Mạch Huyên. Đoán chừng thực lực Tô Mạch Huyên này mạnh hơn Tô Mạch Hàn không chỉ một bậc nửa bậc. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, cũng liền có cái nhìn khác với nữ tử này. Tiêu Huynh, ý ngươi thế nào? Tô Mạch Huyên sắc mặt lại khôi phục nét cười. Không vấn đề gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, người đưa thiếp mời vốn là Tô Mạch Huyên, hắn cũng không có ý cự tuyệt. Nghe vậy, Tô Mạch Huyên lập tức cười nói, gian số 18 ở chỗ này. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, chẳng lẽ nếu bản thân không đáp ứng, Tô Mạch Huyên này không định nói cho mình số 18 ở đâu sao? Mọi người yên lặng, hội đấu giá lập tức bắt đầu. Vừa vào gian số 18, một thanh âm liền vang lên trong rạp. Tầm 10 khắc trước khi Tiêu Phàm tiến vào sàn bán đấu giá, trong gian số 2, một nam tử thanh niên mặc cẩm bào trắng đang ngồi. Tay hắn cầm quạt xếp, chậm chậm phe phẩy, sợi tóc màu đen bay múa, nằm trên ghế bành nhàn nhã tự đắc nhìn chằm chằm phòng đấu giá phía dưới. Sau lưng hắn, còn có một nam một nữ đang đứng, ánh mắt nhìn về phía thanh niên cầm bào tràn ngập vẻ cung kính. Nếu như Lôi Hạo nhìn thấy, đoán chừng có thể nhận ra, nam tử đứng đó chính là người xem bệnh cho hắn Vân Tranh. Thiếu gia, ngài thân phận tôn quý, không cần thiết vì một gốc kỳ lân diệp mà tự mình đến hạ trọng thiên. Vân Tranh nịnh nọt nhìn thanh niên cẩm bào. Đúng thế, thiếu gia, chúng ta thay ngài mang kỳ lân diệp trở về là được. Nữ tử kia cũng nịnh nọt nói. Thanh niên cẩm bào thu hồi quạt xếp, cười nhạt một cái nói, rất lâu không tới hạ trọng thiên, tới đây hoạt động một chút gân cốt. Hơn nữa, bản thiếu gia nghe nói Lôi Hạo, Tô Mạch Hàn đều thua ở hạ trọng thiên, bản thiếu gia ngược lại muốn tự mình nhìn xem người nào có thực lực dạng này. Việc này thuộc hạ đã nghe nói, Lôi Hạo bị người tên Tiêu Phàm gây thương tích. Thương thế của hắn tại hạ đã đi xem,
về sau sư tôn cũng đi một chuyến, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì. Thủ pháp của Tiêu Phàm hết sức kỳ lạ. Vân Tranh nghĩ lại nói. Đó là do các ngươi trình độ có hạn mà thôi. Thanh niên cẩm bào khịt mũi coi thường. Thiếu gia nói đúng. Vân Tranh gật gật đầu nói, chẳng những không giận, ngược lại ánh mắt nhìn về phía thanh niên cẩm bào tràn ngập vẻ kính sợ. Nếu như đổi lại là một người khác nói như vậy, Vân Tranh đoán chừng đã khó chịu, thậm chí động thủ. Bản thân dù sao cũng là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, mà sư tôn Sở Văn Hiên hắn, lại là bát phẩm luyện dược sư, vậy mà bị người ta xem thường, đây không phải vũ nhục sư đồ bọn hắn sao? Có điều lời này phát ra từ trong miệng thanh niên cẩm bào, Vân Tranh lại không thể không phục. Bởi vì thanh niên cẩm bào không phải ai khác, chính là người Sở gia thừa kế hợp pháp thứ nhất của luyện dược thế gia, xếp thứ ba trong thánh thành Bát Tuấn, Sở Nhạn Nam. Hắn không chỉ thiên phú tu luyện kinh người, mà thiên phú trên con đường luyện dược lại càng làm cho thế hệ trước xấu hổ, thậm chí có người đồn, Sở Nhạn Nam chính là thiên tài luyện dược trăm năm khó gặp của Sở gia. Đương nhiên, Sở gia này cũng là chỉ vô song thánh thành Sở gia mà thôi. Vạn thánh dược điển sắp đến, bản thiếu gia cũng phải chuẩn bị thêm một chút. Lập tức, Sở Nhạn Nam trong mắt lại lóe qua một sợi tinh quang, tràn ngập vẻ chờ mong. Thiếu gia nhất định sẽ rực rỡ hào quang tại vạn thánh dược điển. Vân Tranh lại thuận thế nịnh nọt. Có điều nịnh nọt này khiến Sở Nhạn Nam rất thoải mái, trên mặt lộ ra nét cười như hoa, nếu như có thể đại triển quyền cước trên vạn thánh dược điển, được cổ tộc Sở gia coi trọng, Sở Nhạn Nam hắn cũng coi là được nhấc lên tận trời. Lúc này, Sở Nhạn Nam mới khôi phục bình tĩnh, thần sắc lại trở nên trịnh trọng, lần này tới Hạ Trọng Thiên, ta không phải đặc biệt vì Kỳ Lân Diệp mà đến, mà là tới vì Nam Vực Đại Bỉ, nghe nói Thánh Thành Bát Tuấn cùng Thánh Thành Tứ Kiều đều sẽ tham gia. Với thực lực của thiếu gia, đoạt ba hạng đầu khẳng định dễ như trở bàn tay. Nữ tử kia cũng vội vàng nịnh nọt nói. Sở Nhạn Nam gật đầu, trầm mặc không nói, trong lòng lại bổ sung một câu, đến lúc đó liền có thể cưới Diệp Thi Vũ, hoặc là Diệp Thiên Tuyết của Diệp gia. Có thể duy trì quan hệ với Diệp gia, Sở gia ta tại vô song thánh thành coi như phân điện chiến thần điện cũng chưa chắc phải sợ hãi, vừa hay trở thành đệ nhất thế lực vô song thánh thành. Mọi người yên lặng, hội đấu giá lập tức bắt đầu. Cũng đúng lúc này, một thanh âm vang lên trong rạp, ánh mắt Sở Nhạn Nam trong nháy mắt nhìn lên trên đài đấu giá. Gian số 18, mấy người Tiêu Phàm vừa mới tiến đến, cũng nghe được thanh âm này. Mấy người đi đến tới gần chỗ cửa sổ thủy tinh ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía bàn đấu giá. Giờ phút này, trên đài đấu giá, một nam tử trung niên nho nhã đứng đấy, cười nhẹ nhìn tứ phương, hiển nhiên chính là chủ trì hội đấu giá lần này. Ngay sau đó, nam tử trung niên nho nhã liền bắt đầu giới thiệu một hồi, có điều đám người nghe vô cùng nhập thần. Hội đấu giá lần này, tất cả có hơn 200 loại vật phẩm, trong đó không thiếu linh dược, kỳ vật, đan dược và hồn binh. Tiêu Phàm lần này đến đây, chủ yếu nhất là do cảm thấy hứng thú với linh dược cùng kỳ vật. Hồn binh bản thân hắn đã có Tu La kiếm cùng Đồ Lục đao, tạm thời đã đầy đủ, mà đan dược với năng lực hiện tại, hắn cũng có thể tự mình luyện chế. Chỉ có linh dược phẩm cấp cao là Tiêu Phàm hiện tại vẫn thiếu. Tiêu Phàm, nghe nói hội đấu giá lần này có mấy loại cửu phẩm linh dược, đều đến từ Bạo Loạn Chi Hải. Các thiên tài ở Thượng Trọng Thiên đều nhận được thiếp mời, đoán chừng cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Tô Mạch Huyên đột nhiên mở miệng nói. Lại là Bạo Loạn Chi Hải. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, Bạo Loạn Chi Hải này rốt cuộc là nơi nào, vậy mà có nhiều linh dược như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm hạ quyết tâm, về sau có cơ hội nhất định phải đi Bạo Loạn Chi Hải một chuyến. Phải rồi, Lăng Vân Thương Hội Lăng Phong có tới không? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch Huyên hỏi. Tiến vào vô song thánh thành lâu như vậy đến nay, còn không nhìn thấy Lăng Phong. Nếu người Thượng Trọng Thiên có thể tùy ý tới, vậy Lăng Phong có lẽ cũng đã sớm biết hắn đến, nhưng sao lâu như vậy mà không tới gặp hắn. Lăng Phong, Tô Mạch Huyên cổ quái nhìn Tiêu Phàm, không biết hắn tại sao đột nhiên nhắc đến người này. Lăng Phong hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, còn thứ một Lăng gia cũng dám mạo phạm Diệp gia. Diệp gia không cắt chân hắn thì hắn nên thắp nhang cầu nguyện rồi. Tô Mạch Hàn một bên châm chọc khiêu khích nói. Chuyện gì xảy ra, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một sợi lạnh lẽo sát mang. Tô Mạch Huyên thấy thế, trong lòng hơi kinh ngạc,
chẳng lẽ Tiêu Phàm này quen biết Lăng Phong hay sao? Lăng Phong mặc dù là dòng chính, nhưng chỉ là con thứ, cũng không được Lăng gia đối đãi tử tế. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ chuyện của Lăng Phong, có phải lại sẽ tìm tới Diệp gia không? Nghĩ vậy, Tô Mạch Huyên chừng Tô Mạch Hàn một cái, khẽ mỉm cười nói, Tiêu Phàm, chuyện là thế này, một năm trước Diệp gia chuẩn bị gả một người con gái, đột nhiên có mấy người tới cửa cầu hôn, vốn dĩ Lăng gia chuẩn bị để Lăng Thiên đi cầu hôn. Nhưng mà không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà chủ động đến Diệp gia cầu hôn. Không chỉ như vậy, Lăng Phong đoán chừng còn khích tướng gia chủ Diệp gia, bảo Diệp gia có bản sự làm một cái tỷ võ chiêu thân gì gì. Hai huynh đệ cướp đoạt một nữ tử, việc này lúc ấy chấn động vô song thánh thành, Lăng gia cũng biến thành trò cười. Lăng gia gia chủ giận dữ, liền nhốt Lăng Phong lại. Có điều thú vị là, đề nghị của Lăng Phong, gia chủ Diệp gia thật sự tiếp thu, liền định tại sau Nam vực đại bỉ, người vô song thánh thành đều có thể báo danh. Tô Mạch Huyên một hơi nói xong, nói đến đây, Tô Mạch Huyên cười cười nói, Tiêu Phàm, người cũng có thể báo danh đó. Tiêu Phàm lại tựa như không nghe thấy lời Tô Mạch Huyên nói, ánh mắt có chút thất thần, trong lòng tràn ngập cảm kích đối với Lăng Phong. Hắn sao không biết, Lăng Phong làm như thế chỉ là để tranh thủ đầy đủ thời gian cho Tiêu Phàm hắn mà thôi. Khó trách Lăng Phong lúc trước viết thư cho hắn, muốn hắn nhất định phải tới vô song thánh thành. Một khi bỏ lỡ Nam vực đại bỉ, thì cũng tương đương với bỏ lỡ tiểu ma nữ, đây cũng là nguyên nhân Lăng Phong vội vã như thế, sợ Tiêu Phàm không coi trọng Nam vực đại bỉ. May mắn là, Tiêu Phàm đến, hơn nữa còn lấy tư thái cực kỳ cường ngạnh xuất hiện, còn tại vô song thánh thành huyên náo dư luận xôn xao. Tiêu Phàm cũng rốt cục hiểu rõ, tại sao hắn đến lâu như vậy, Lăng Phong còn không xuất hiện. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tình huống Lăng Phong, đột nhiên, bạch thạch bên trong hồn hải đột nhiên rung rung, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt nhìn về trên đài đấu giá. Bạch thạch dị động, đây là sự tình đã cách đây rất lâu. Từ sau khi lấy được Cửu Dương thần lô trong sát phương thí luyện, bạch thạch không còn xảy ra động tĩnh như thế này nữa. Nghĩ vậy, tâm thần Tiêu Phàm trong nháy mắt rơi vào trên đài đấu giá. Tô Mạch Huyên thấy thế, lộ ra vẻ kinh dị, cũng theo ánh mắt Tiêu Phàm nhìn lên. Trên đài đấu giá, bên trên một trụ tròn thủy tinh trưng bày một viên thạch đầu tản ra thất thải hà mang. Thạch đầu có hình thù kỳ quái, bên trong bao phủ một tầng xương khói mông lung. Có điều với nhãn lực của một đám tu sĩ, còn có thể thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Toàn thân thạch đầu đục ngầu vô cùng, không nhìn rõ ràng, trừ cái đó ra so với cục đá bình thường không có bất kỳ điểm khác lạ nào. Có điều, có thể được Tam Đại Thương Hội cầm ra đấu giá, đồ vật này khẳng định không đơn giản, chí ít cũng không dưới giá trị rèn đúc vật liệu thất phẩm. Không phải chỉ là một tảng thất thải vân thạch thôi sao? Có gì mà kinh ngạc, Tô Mạch Hàn lãnh đạm nói, dư quang xem thường nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất vi sở động, một tia hồn lực lặng yên không một tiếng động thả ra, bao phủ tới thất thải thạch đầu kia. Nếu như bạch thạch không dị động, Tiêu Phàm cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một khối thất thải vân thạch mà thôi, cũng chỉ tương đương với vật liệu rèn đúc thất phẩm. Nhưng mà, đồ vật đến bạch thạch còn kinh ngạc, vậy khẳng định nó bất phàm. Chí ít kinh nghiệm nhiều lần như vậy nói cho hắn biết, thất thải thạch đầu này không đơn giản như bề ngoài. Gian phòng bốn phía là thủy tinh đặc thù, mặc dù có thể ngăn cản tu sĩ bên ngoài dò xét, nhưng lại không ngăn cản được hồn lực tu sĩ bên trong. Hồn lực Tiêu Phàm rất nhanh liền chạm tới thất thải thạch đầu, ngoài hồn lực hắn ra, còn có vô số hồn lực đang dò xét thất thải thạch đầu này. Ông đột nhiên, quang mang bạch thạch bên trong hồn hải đột nhiên tỏa sáng, cực kỳ sáng chói, thậm chí còn rung động một cái, tựa như một hài tử đói khát nhìn thấy món ăn ngon. Đồ tốt, Tiêu Phàm không biết diễn tả thất thải thạch đầu này bằng lời như thế nào, nhưng mà hắn biết rõ thạch đầu này rất không đơn giản. Các vị, chắc hẳn tất cả mọi người đoán được thạch đầu này là thứ gì, không sai, đây là một khối thất thải vân thạch. Người chủ trì thanh âm vang lên, mang trên mặt sán lạn nụ cười. Ngừng lại nói, có điều, đây không phải một khối thất thải vân thạch phổ thông, mà là một khối thất thải vân thạch sắp sinh ra bát thải, giá trị cao hơn so với thất thải vân thạch bình thường. Mọi người yên tâm, đây là cộng đồng giám định sư của Tam Đại Thương Hội đã giám định rồi. Chưa thành bát thải. Vậy không phải chỉ là thất thải sao? Sàn bán đấu giá có người xem thường nói, ngữ khí tràn ngập khinh thường.
Khục người chủ trì xấu hổ một hồi, vội vàng nói, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm hồn thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. Tại Vô Song Thánh Thành, tiền tệ cơ bản nhất là thượng phẩm hồn thạch. 100 khối thượng phẩm hồn thạch mới tương đương với một khối cực phẩm hồn thạch. Nhưng lấy giá cả của Thất Thải Vân Thạch để so sánh giữa Vô Song Thánh Thành cùng với một đám đế triều, có thể nói Vô Song Thánh Thành tiêu phí cao hơn 1-2 lần so với Đại Ly đế triều. Người chủ trì vừa dứt lời, liền có người bắt đầu tăng giá, có điều khoảng cách tăng giá không lớn, hồi lâu sau mới tăng đến 18 vạn. Về sau, hiện trường bỗng yên tĩnh, 18 vạn thượng phẩm hồn thạch mua một khối vật liệu rèn đúc thất phẩm, coi như đã là không thấp. Nếu cao hơn, Thất Thải Vân Thạch cũng không đáng cái giá này. Người chủ trì sắc mặt vẫn bình tĩnh, tựa như sớm đã biết rõ kết quả thế này. Thất Thải Vân Thạch mặc dù ít gặp, nhưng mà không phải đặc biệt hy hữu, các đại thương hội đều có thể mua được. 18 vạn thượng phẩm hồn thạch, còn có cao hơn không? Người chủ trì vẫn không muốn buông cơ hội cuối cùng, dù sao, bán đi với giá hồn thạch càng nhiều, hắn cũng càng được lợi. Trong gian số 18, Tiêu Phàm cau mày một cái, Tô Mạch Huyên một bên nói, Tiêu công tử, nếu như ngươi muốn đấu giá, thì nắm trái bóng màu hồng trước người kia, đưa hồn lực vào, sau đó nói ra là được. Nhà quê, Tô Mạch Hàn xem thường nhìn Tiêu Phàm, cười lạnh một tiếng. Tiêu Phàm xấu hổ một hồi, không phải hắn không biết tăng giá thế nào, mà là hắn đang đợi, đợi cuối cùng không còn ai tăng nữa, hắn mới tăng giá. Chẳng qua là khi tay hắn nắm chặt trái bóng màu hồng kia, chuẩn bị đấu giá, đột nhiên sàn bán đấu giá lại có một thanh âm thanh thúy vang lên. 20 vạn, lại có người thêm 2 vạn, đây là điều Tiêu Phàm không nghĩ tới. 20 vạn thượng phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Nếu quyết định xuất thủ, Tiêu Phàm tất nhiên cũng không do dự, trực tiếp nói 30 vạn. Đừng nói 30 vạn thượng phẩm hồn thạch, dù là 30 vạn cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm cũng không muốn bỏ qua Thất Thải Vân Thạch kia. Đồ vật có thể làm cho bạch thạch rung động như thế, giá trị của nó đáng cái giá này. 40 vạn, Tiêu Phàm lời nói cứng rắn, đạo thanh âm kia lại tiếp tục vang lên, lần nữa thêm 10 vạn. Tiêu Phàm vừa định tiếp tục ra giá. Tô Mạch Hàn đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thêm nữa, ngươi có biết người cùng ngươi đấu giá là ai không? Tô Mạch Huyên nghe vậy, cũng cau mày một cái, nàng trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng nghe ra chủ nhân thanh âm kia. 50 vạn, Tiêu Phàm căn bản không nhìn Tô Mạch Hàn một cái, lần nữa nói ra một câu, đá này hắn nhất định phải lấy được. Ngươi, Tô Mạch Hàn phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hừ lạnh một tiếng nói. Lòng tốt của ta ngươi lại xem như lòng lang dạ thú, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đây chính là lăng băng điệp của lăng gia. Lăng băng điệp, trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, cái tên này hắn tựa như nghe nói qua ở đâu đó, chỉ là nhất thời nhớ không nổi, có điều, họ lăng, hẳn là người lăng vân thương hội lăng gia. Lăng băng điệp, Vân Khê cau mày, trong mắt có một tia kiêng dè, trong đầu hiện ra một thân ảnh mơ hồ, nhưng lại cao ngạo như khổng tước. Thì sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn cũng rốt cục nhớ ra Lăng Băng Điệp là ai, chính là Lăng gia một trong thánh thành tứ kiều. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn không đặt nàng vào mắt, mặc dù Lăng Băng Điệp cũng là người Lăng gia, nể mặt Lăng Phong, hắn cũng nên cho Lăng gia thể diện. Nhưng mà, hắn biết Lăng Phong tại Lăng gia không hề được chào đón, cùng một vài người Lăng gia còn như là cửu nhân. Đã như vậy, tại sao phải đem bảo bối tặng cho người Lăng gia chứ? Thấy Tiêu Phàm còn không để cả Lăng Băng Điệp vào mắt, Tô Mạch Hàn liền tức giận vô cùng, thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau với Tiêu Phàm. Giờ phút này, trong gian thứ 12, hai bóng người tịnh lệ đang ngồi, đó là hai thiếu nữ. Một người mặc bộ váy trắng, trên có thêu hình con bướm, mái tóc xanh dùng nơ con bướm nhàn nhạt kẹp lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất như tiên tử không dính khói lửa trần gian, vũ mị ung dung, ngọc nhan lịch sự tao nhã, khuôn mặt khác biệt thanh lệ. Có điều con ngươi nàng rất lạnh, cả người cho người ta một loại cảm giác cao quý, ngạo khí. Một người khác mặc váy lụa trắng nhạt, con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, lông mày cong cong, lông mi dài có chút rung động, tựa như biết nói, da rẻ trắng nõn không tì vết lộ ra phấn hồng nhàn nhạt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, giống như pháo hoa phiêu miểu. Một người lãnh ngạo vô cùng, một người thanh thuần linh động, hoàn toàn là hai kiểu phong cách. Nhưng mà hai đại mỹ nữ dường này lại ngồi ở cùng một chỗ,
liền không có một chút cảm giác nào là không hài hòa. Nhị tỷ, lại có người dám cùng tỷ đấu giá, cho hắn biết thế nào là lễ độ, tỷ là thánh thành tứ kiều, không thể để cho người ta xem thường. Thiếu nữ váy lụa trắng nhạt tựa như hận không thể đại loạn thiên hạ. Yên tâm, đồ vật tỷ đáp ứng ngươi, thế nào cũng sẽ lấy cho ngươi. Nữ tử váy trắng ánh mắt u lãnh, tựa như ngọn núi băng vạn năm, sau đó nàng nắm trái bóng màu hồng phía trước phun ra một câu, 100 vạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 100 vạn, thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng phòng đấu giá, rất nhiều người càng lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không phải bởi vì 100 vạn thượng phẩm hồn thạch trấn áp tu sĩ ở đây. Mà bởi vì một khối thất thải vân thạch căn bản không đáng giá đến vậy, dạng này đã thuộc về đấu giá ác ý, không phải ai cũng muốn giải quyết. Dù sao, nếu như bây giờ đã xuất hiện tình huống loại này, ngộ nhớ bọn họ tranh luận đấu đá, đằng sau đấu giá phân cao thấp với nhau, đối với những người đấu giá khác cũng sẽ bất lợi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản tình huống này, ai kêu con nhà người ta nhiều tiền đây, trên hội đấu giá chơi một chút cũng không tính là gì. Thanh âm nữ tử kia sao lại quen thuộc vậy, ta cảm giác đã nghe qua ở đâu đó. Xét từ nguồn thanh âm này, xem ra là người từ gian số 12 và gian số 18. Mà dựa theo kinh nghiệm thường ngày, hai gian này theo thứ tự là Lăng gia cùng Tô gia. Thanh âm nữ tử kia rất lạnh, 89 phần 10 là Lăng Băng Điệp, về phần người Tô gia kia, rất có thể là Tô Mạch Hàn. Không thể nào là Tô Mạch Hàn, ta nghe nói Tô Mạch Hàn đang theo đuổi Lăng Băng Điệp. Nếu hắn nghe ra thanh âm Lăng Băng Điệp, khẳng định đã sớm nhường lại cho Lăng Băng Điệp. Nói cũng đúng, có điều nếu là Tô gia đang đấu giá, vậy thì có chút ý vị sâu xa, chẳng lẽ thất thải vân thạch này thực không đơn giản. Trong phòng đấu giá, có tu sĩ đóng vai nhân vật thám tử, phân tích đạo lý rõ ràng, không thể không nói, thiếu chút nữa thì bị bọn hắn phân tích ra. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía thất thải vân thạch cũng nhiệt tình hẳn lên. Nếu như thất thải vân thạch này thực sự bất phàm, vậy tiêu 100-200 vạn thượng phẩm hồn thạch mua được, há không phải kiếm lời lớn. 10 vạn. Cũng đúng lúc này, một thanh âm vô danh vang lên, lại có người mở miệng nói. Nghe báo giá như vậy, đám người đột nhiên khinh thường. Lăng Băng Điệp đã ra giá 100 vạn, người hiện tại ra giá 10 vạn, chẳng lẽ đang đùa sao? Mẹ hắn, ta thấy hắn căn bản không phải muốn mua thất thải vân thạch kia, mà là đến gây sự. Tại hội đấu giá quấy rối, hắn muốn chết sao? 10 vạn thượng phẩm hồn thạch mà muốn mua thất thải vân thạch, vậy cũng không tới phiên ngươi. Có rất nhiều người đã trực tiếp mắng chửi, có thể nịnh nọt Lăng gia Lăng Băng Điệp mà không mất cái giá gì. Bọn hắn tất nhiên là không chút do dự, sàn bán đấu giá cũng sôi trào hẳn lên. Có điều cũng có rất nhiều người không mở miệng, bọn hắn nghe ra người ra giá có vẻ như chính là người trước đó cùng Lăng Băng Điệp đấu giá. Người Tô gia, bọn hắn cũng không thể đắc tội. Nhưng mà lúc này, lại một thanh âm vang lên, những người đang mắng chửi thần sắc liền cứng đờ, trong đó không ít người sắc mặt đỏ bừng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, không thể tưởng tượng nổi nhìn gian số 18. Cực phẩm hồn thạch, bốn chữ vô cùng đơn giản, hơn nữa thanh âm không lớn, lại tựa như một cái tát vào trên mặt những tu sĩ đang mắng chửi, khóe miệng bọn hắn giật một cái, thật lâu không nói được lời nào. 10 vạn cực phẩm hồn thạch, coi như đồng giá trao đổi, đó cũng là 1.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, đối phương trả dòng giã gấp 10 lần, chẳng lẽ còn không có tư cách đấu giá sao? Nghe lời này, hai thiếu nữ ở gian thứ 12 cũng lộ ra vẻ kinh dị. Nữ tử váy trắng sắc mặt rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng, đám người bên ngoài phân tích không sai, nàng chính là Lăng Băng Điệp. Thiếu nữ váy lụa trắng nhạt cũng là Lăng gia thiên chi kiêu nữ, tên là Lăng Thi Thi, dáng người tinh tế, cũng rất có tư sắc, có điều so với Lăng Băng Điệp, nàng còn mang theo một loại non nớt. Nhị tỷ, bỏ đi, một khối thất thải vân thạch mà thôi, lúc khác tỷ mua giúp ta một khối là được. Lăng Thi Thi giữ chặt cánh tay Lăng Băng Điệp. Lắc lắc đầu nói. Lập tức, nàng lại xoay xoay nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hung ác nói, cũng dám cùng nhị tỷ ác ý đấu giá, chẳng lẽ không biết thân phận nhị tỷ à, lúc nữa chúng ta nhất định giáo huấn hắn một phen. Lăng Băng Điệp trầm mặc không nói, nàng vừa rồi chú ý rất cẩn thận, người cùng nàng đấu giá là đến từ gian số 18 của Tô gia. Xem ta người Tô gia trong phòng cũng đã nghe ra thanh âm nàng, nếu đã như vậy,
sao còn muốn ác ý đấu giá với nàng chứ? Không phải thanh âm Tô Mạch Hàn, mà là của người khác. Nghe thanh âm này, đoán chừng tuổi tác không phải lớn, mà Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên lại để hắn làm chủ đạo, Tô gia có ai có tư cách dạng này? Trong lòng Lăng Băng Điệp cũng có chút mơ hồ. 1.000 vạn thượng phẩm hồn thạch mua một khối vật liệu rèn đúc thất phẩm, dù Lăng Băng Điệp là thánh thành tứ kiều, nàng cũng có chút không nỡ, bởi vì dù là vật liệu rèn đúc bát phẩm, tối đa cũng chỉ có cái giá này. Thi thi, về sau tỷ đưa ngươi một bộ trang sức ngươi thích. Lăng Băng Điệp lạnh như băng nói, trong lòng nàng có một ngụm nộ khí không thể phát tiết ra. Lăng Băng Điệp mặc dù cũng là một người không thích chịu thua, nhưng mà nàng cũng không muốn làm quan hệ với Tô gia căng thẳng, cho nên cũng liền từ bỏ. Trong gian số 18, Vân Khê, Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thất thần thật lâu. Bọn hắn cũng bị sự hào sảng của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. 10 vạn cực phẩm hồn thạch, dù là đối với những thiên tài như bọn hắn mà nói cũng là con số không nhỏ. Vậy mà Tiêu Phàm tiêu hao 10 vạn cực phẩm hồn thạch mua một khối thất phẩm thất thải vân thạch, điều này khiến bọn hắn làm sao bình tĩnh. Tiêu Phàm, người đang cố tình thu hút sự chú ý của Băng Điệp. Tô Mạch Hàn đột nhiên hướng về Tiêu Phàm hét lớn, tựa như Tiêu Phàm đoạt nữ nhân của hắn. Không hứng thú, Tiêu Phàm dư quang liếc Tô Mạch Hàn một cái, liền chẳng nhìn đến hắn nữa, đừng nói hắn còn chưa từng gặp Lăng Băng Điệp, dù có gặp rồi thì thế nào. Tiêu Phàm hắn không có hứng thú cố tình thu hút sự chú ý của ai, dù sao, hồn thạch của hắn cũng không phải nhặt được, hơn nữa, hắn cũng không có tâm tư đi thông đồng với những nữ nhân khác. Lúc Tiêu Phàm quay người nhìn lại, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Trong phòng đấu giá, vừa vặn vang lên thanh âm người chủ trì giải quyết dứt khoát, 10 vạn cực phẩm hồn thạch lần thứ 3, thành giao. Tô Mạch Hàn thấy Tiêu Phàm không nhìn hắn, tức giận nghiến răng nghiến lợi, chẳng biết tại sao, trong đáy lòng hắn đối với Tiêu Phàm có loại kiêng kỵ phát ra từ nội tâm. Hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, Tô Mạch Hàn còn cảm giác hai bên mặt nóng bừng bừng. Lúc này, một người hầu mang theo thất thải vân thạch đi vào gian số 18. Tiêu Phàm đứng dậy, đem hồn thạch sớm đã chuẩn bị sẵn giao cho người hầu. Nhìn cực phẩm hồn thạch kia giống như ngọn núi nhỏ, Tô Mạch Hàn lại xem thường một trận, châm chọc khiêu khích nói, đoán chừng đây chính là tất cả tài sản của ngươi rồi. Người bình thường ai lại đem 10 vạn cực phẩm hồn thạch trên người, đều là đặt ở trong hồn thạch tạp, mang theo cho thuận tiện, cũng tương đối có thân phận. Nhưng mà Tiêu Phàm lại khác, 10 vạn cực phẩm hồn thạch toàn bộ đặt ở trên người, tựa như một nhà giàu mới nổi. Cái này ngươi cũng biết, Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nhìn Tô Mạch Hàn, xem thường ngôn ngữ công kích của Tô Mạch Hàn. Thu hồi tâm thần, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên thất thải vân thạch trong tay, ngay lúc đó, bạch thạch bên trong hồn hải rung động kịch liệt lên, một tia năng lượng màu trắng dung nhập đầu ngón tay. Sau một khắc, chỗ ngón tay Tiêu Phàm chạm vào, thất thải vân thạch đột nhiên hòa tan thành một cái lỗ nhỏ, ngay lúc đó, lại có hai đạo quang mang từ bên trong thất thải vân thạch bắn ra. Hóa ra thất thải trong nháy mắt biến thành cửu thải, Tiêu Phàm thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên, trong lòng kinh hãi nói, chẳng lẽ là cửu thải hồn huyết thạch trong truyền thuyết. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, giá trị của cửu thải hồn huyết thạch, còn xa thất thải vân thạch mới có thể so sánh, hoàn cảnh sinh ra nó vô cùng gian nan. Nghe đồn, nơi cửu thải hồn huyết thạch sinh ra, nhất định phải có máu tươi của 9 cửu giai hồn thú tưới vào. Hơn nữa nhất định phải dùng hồn lực uẩn dục của bọn chúng mới có thể sinh ra. Tương tự mà nói, hồn thú không có khả năng cố ý đi nuôi dưỡng một khối thạch đầu, dù sao hồn thú sẽ không rèn đúc hồn binh. Hơn nữa, hồn thú mà biết về cửu thải hồn huyết thạch cũng vô cùng thưa thớt. Tóm lại, muốn để hồn thú cam tâm tình nguyện dùng hồn lực đi nuôi dưỡng một khối thạch đầu, trừ phi bọn chúng chết, hơn nữa còn là vừa lúc chết ở bên cạnh tảng đá kia. Sau khi chết, máu tươi cùng hồn lực của bọn nó tưới trên tảng đá kia, được thạch đầu chậm rãi hấp thu. Hơn nữa đến phải 9 lần tiếp theo, thạch đầu mới có thể phát sinh biến hóa to lớn như thế. Có thể thấy cửu thải hồn huyết thạch sinh ra vô cùng gian nan, cũng chính bởi vì như thế, cửu thải hồn huyết thạch không chỉ có thể dùng để rèn đúc cửu phẩm hồn binh, còn có thể làm thuốc. Huyết cùng hồn lực của 9 cửu giai hồn thú, đối với phần lớn người mà nói, đều là vật đại bổ. Ẩn chứa trong đó lực lượng dồi dào, dù là chiến đế cảnh cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút,
Trong lòng Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trầm ngâm nói, cửu thải hồn huyết thạch, phải hấp thu hồn huyết như vậy mới có thể sinh ra, hồn tộc huyết mạch muốn thức tỉnh, phải chăng có thể chia thành nhiều lần thức tỉnh. Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, có điều cuối cùng vẫn phủ định ý nghĩ này. Nếu như biện pháp này dùng được, Diệp gia đoán chừng đã sớm thử nghiệm. Với nội tình Diệp gia, nếu như có thể chia thành nhiều lần thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, Diệp gia sớm đã làm như thế, làm sao có thể đợi đến bây giờ? Mọi thứ rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Thở dài, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đem cửu thải hồn huyết thạch thu nhập vào trong hồn giới, nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên là, hắn còn chưa động, cửu thải hồn huyết thạch trong nháy mắt đã biến mất. Không ngờ là cửu thải vân thạch, nhìn thấy cửu thải quang mang kia, Tô Mạch Hàn phía bên trực tiếp kêu lên sợ hãi. Có điều đợi lúc hắn còn muốn thấy rõ ràng, cửu thải vân thạch liền đã không thấy nữa. Chỉ là cửu thải vân thạch thôi sao? Tô Mạch Huyên đôi mắt đẹp lóe lên, vừa rồi nàng lờ mờ cảm giác được, một cỗ hồn lực tràn đầy từ trong thất thải vân thạch kia mãnh liệt cuộn trào ra, khiến nàng đều kinh hồn khiếp đảm. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, cửu thải vân thạch không thể nắm giữ, Tô Mạch Huyên dám khẳng định, trong cửu thải vân thạch còn có đồ vật khác, về phần cụ thể là cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Tiêu Phàm, ta nguyện ý dùng 20 vạn cực phẩm hồn thạch mua cửu thải vân thạch trên tay ngươi. Tô Mạch Hàn một mặt cao ngạo nhìn Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không thèm để ý tới, Tô Mạch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không vui, lại cắn răng nói, 30 vạn cực phẩm hồn thạch, người một phát liền được gấp hai. Không đợi Tô Mạch Hàn nói xong, liền bị Tô Mạch Huyên cắt ngang, nàng truyền âm nói, tiểu đệ, đừng nói 30 vạn, dù là 40 vạn, 50 vạn, Tiêu Phàm cũng sẽ không bán. Nàng sao nhìn không ra trò vặt này của Tô Mạch Hàn? Tô Mạch Hàn khẳng định cũng nhìn ra đây không chỉ là cửu thải vân thạch, nhưng mà Tiêu Phàm dám dùng 10 vạn cực phẩm hồn thạch để mua, bản thân hắn có thể không biết sao. Hiển nhiên sẽ không, Tiêu Phàm nhất định sớm đã biết rõ đồ vật này quý giá, cho nên mới nguyện ý lấy 10 vạn cực phẩm hồn thạch để mua. Tô Mạch Hàn thấy trò vặt của mình bị nhìn thấu, đành phải bĩu môi, đứng ở một bên. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, cũng không phải hắn không nguyện ý nói lại Tô Mạch Hàn. Mà là giờ phút này hắn, toàn bộ tâm thần đã bị kinh biến trong hồn hải thu hút. Vân Khê cùng Tiểu Kim nhìn thấy Tiêu Phàm có chút thất thần, vội vàng một trước một sau bảo hộ Tiêu Phàm ở giữa. Tô Mạch Huyên thấy thế, kéo Tô Mạch Hàn cách xa Tiêu Phàm mấy bước. Mặc dù nàng không biết Tiêu Phàm đang làm gì, nhưng mà Tiêu Phàm giờ phút này, nếu có người đánh lén hắn, rất có khả năng thành công. Bọn hắn không muốn bị Tiểu Kim cùng Vân Khê hiểu lầm. Trong hồn hải Tiêu Phàm, cửu thải quang mang hừng hực, từ trong vòng xoáy màu vàng óng tản ra, nhìn kỹ, trong vòng xoáy vô tận chiến hồn hồn lực đang lơ lửng một cửu thải thạch đầu óng ánh trong suốt. Cửu thải thạch đầu không đặc biệt, chính là cửu thải hồn huyết thạch Tiêu Phàm vừa mới đấu giá được. Hóa ra thất thải vân thạch đã toàn bộ chóc ra, lộ ra bản thể chân thực. Cửu thải quang mang, sáng chói chói mắt dị thường, tại chung quanh cửu thải hồn huyết thạch. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy 9 thân ảnh cực đại, uy thế ngập trời. Tiêu Phàm có thể đoán được, cái kia hẳn là 9 đầu hồn thú nuôi dưỡng ra cửu thải hồn huyết thạch. Vốn dĩ hắn chuẩn bị đem cửu thải hồn huyết thạch thu nhập vào trong hồn giới, đợi mấy ngày sau nghiên cứu kỹ, có lẽ sẽ có trợ giúp cho việc thức tỉnh hồn tộc huyết mạch. Nhưng mà, hắn nào sẽ nghĩ đến, cửu thải hồn huyết thạch trong nháy mắt tiến vào trong hồn hải hắn. Cửu thải hồn huyết thạch là vật còn không bị hắn luyện hóa, liền tiến vào trong hồn hải, điều này khiến Tiêu Phàm làm sao không sợ hãi. Tỏa hồn châu, nhìn chăm chú bốn phía, ra quét hồn hải, ánh mắt Tiêu Phàm cuối cùng rơi vào trên tỏa hồn châu huyết sắc trong vòng xoáy hồn lực vô tận chiến hồn. Hắn quỷ dị phát hiện, cửu thải hồn huyết thạch tựa như đang từ từ hòa tan, hóa thành cửu thải mờ mịt dung nhập vào trong tỏa hồn châu. Đường vân quanh thân tỏa hồn châu tựa như sống lại. Hơn nữa, hư ảnh 9 hồn thú kia chậm rãi biến thành hư ảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Tiêu Phàm nhìn trợn mắt há mồm, cửu thải hồn huyết thạch mặc dù không tính là chân bảo hiếm thế, nhưng mà mấy trăm năm khó gặp, lại bị tỏa hồn châu nuốt chửng lấy. Đây là, đột nhiên, con người Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại. Trong con người hắn đột nhiên phản chiếu một bức họa quỷ dị, chỉ thấy chung quanh tỏa hồn châu, vậy mà hiện ra 9 hư ảnh. Hư ảnh không đặc biệt,
chính là hư ảnh chín cửu giai hồn thú trước đó hiển hiện chung quanh cửu thải hồn huyết thạch. Lúc hư ảnh chín cửu giai hồn thú hiển hiện xung quanh cửu thải hồn huyết thạch hoàn toàn biến mất, hư ảnh hồn thú chung quanh tỏa hồn châu lại trở nên vô cùng rõ ràng. Một cỗ uy thế hoảng sợ từ trên tỏa hồn châu phát ra. Bởi vì do vô tận chiến hồn luyện hóa tỏa hồn châu, hắn âm thầm có thể cảm giác được sự biến hóa của tỏa hồn châu, thậm chí, hắn cảm giác nắm giữ một loại năng lực nào đó của tỏa hồn châu. Nhìn chăm chú hư ảnh chín hồn thú kia, trong lòng Tiêu Phàm xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Hư ảnh này, tại sao cảm giác có chút cùng loại với chiến hồn, nếu như có thể điều động, há không phải có thể có được chín cửu phẩm chiến hồn. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm líu lưỡi. Giống, cũng đúng lúc này, đột nhiên một cỗ hồn lực ba động đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng, sau đó như là hồng thủy phóng về bốn phương tám hướng. Bốn người Tiểu Kim, Vân Khê, Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cách đó gần nhất, toàn thân bỗng nhiên run rẩy một cái, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt có chút thất thần. Chẳng biết tại sao, bốn người có cảm giác bị hồn lực hồng lưu thôn phệ. Gần như đồng thời, trên đỉnh đầu Tiêu Phàm, chín hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, nhưng bốn người Tiểu Kim nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật. Đây là chín cái chiến hồn. Tô Mạch Hàn toàn thân run rẩy một cái, ực ực nuốt vài ngụm nước miếng, không khỏi xoa xoa con mắt, còn coi là bản thân nhìn lầm. Thế nhưng, một mình hắn có lẽ nhìn lầm, nhưng bốn người bọn họ không có khả năng đều nhìn lầm chứ. Vân Khê, Tiểu Kim cùng Tô Mạch Huyên cũng trợn mắt hốc mồm, một người làm sao có thể nắm giữ chín cái chiến hồn chứ. Hô, Tiêu Phàm hít sâu mấy hơi, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Một khắc vừa rồi kia. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, lấy tỏa hồn châu dẫn ra ý niệm, áp chế cỗ khí tức kia xuống, hồn lực hồng lưu đoán chừng đã quét sạch toàn bộ phòng đấu giá. Tỏa hồn châu, năng lực thật là đáng sợ. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, một khắc vừa rồi kia, hắn rốt cục biết rõ một công dụng của tỏa hồn châu. Công tử, người không sao chứ? Vân Khê nhìn Tiêu Phàm mồ hôi đầm đìa, lo lắng hỏi. Một khắc vừa rồi kia. Hắn cảm giác Tiêu Phàm biến thành một người khác. Cỗ hồn lực ba động kia đến hắn cũng cảm giác mình nhỏ bé, nhìn thấy hư ảnh chín hồn thú, hắn cảm giác bản thân tựa như đứng ở trước mặt chín chiến thánh. Tỷ đệ Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn sắc mặt hai người cũng chẳng tốt đẹp gì, tràn ngập sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi, bọn hắn cảm giác Tiêu Phàm chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể lấy mạng bọn họ. Từ lúc sinh đến nay, còn chưa bao giờ có người cho bọn hắn áp lực loại này, dù là lão tổ bọn hắn cũng không. Chẳng biết tại sao, hận ý trong lòng Tô Mạch Hàn đối với Tiêu Phàm cũng đều biến mất hết, cừu hận giữa tu sĩ cũng cấp có lẽ là bền bỉ nhất. Nhưng mà, một con kiến hôi trước mặt một siêu cấp cường giả, làm sao còn dám cừu thù gì nữa? Giống như Tô Mạch Hàn hắn, lúc trước coi thường Tiêu Phàm, căn bản chính là coi thường một siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả này không giết hắn, chỉ nhục nhã hắn, với hắn mà nói đã là nhân từ. Nghĩ vậy, Tô Mạch Hàn không khỏi lạnh run, bản thân là cái gì thánh thành bát tuấn trước mặt Tiêu Phàm chỉ là thánh thành bát sử, một vai hề nhảy nhót mà thôi. Không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, vừa mới hắn cũng bị dọa cho phát sợ, còn may kịp thời lấy lại tinh thần, khiến hồn lực ba động kia trong nháy mắt biến mất. Nếu nó quét sạch toàn bộ phòng đấu giá, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng. Một khi biết rõ hồn lực ba động vừa rồi là từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, các đại gia tộc nhất định sẽ nhận định trên người Tiêu Phàm có đồ vật khó lường. Với tính cách tiểu nhân của các đại gia tộc, nhất định sẽ bao vây, đào từng đồ vật trên người Tiêu Phàm ra. Đến lúc đó, tất cả bí mật trên người Tiêu Phàm đoán chừng đều sẽ bại lộ. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm thầm than nguy hiểm thật, sau đó chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía tỷ đệ Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn, con người đen kịt thâm thúy như sao vũ, dọa hai người biến sắc. Tiêu Phàm, chuyện hôm nay, hai tỷ đệ chúng ta nếu truyền ra ngoài, Tô Mạch Huyên ta trời tru đất diệt, chết không yên lành. Tô Mạch Huyên bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng giơ tay lên trời thề. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Phàm, quá là đáng sợ, chỉ có vô tình. Sau đó, Tô Mạch Huyên lại kéo kéo Tô Mạch Hàn đã bị dọa ngây ngốc. Tô Mạch Hàn cũng lấy lại tinh thần, mặc dù có một chút không phục, nhưng vẫn nói, chuyện vừa rồi,
nếu để những người bên ngoài phòng này biết được, Tô Mạch Hàn ta nguyện bị thiên lôi đánh xuống, tu vi không thể tiến thêm. Vừa dứt lời, con người lạnh lẽo của Tiêu Phàm mới khôi phục một tia sáng, cũng không phải hắn tin tưởng tỷ đệ Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên, dù sao tu sĩ không tin lời thề gì gì. Nhưng mà, trong lòng hắn cân nhắc hậu quả Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên chết ở chỗ này, tạm thời mà nói cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Cho nên Tiêu Phàm mới vứt bỏ ý nghĩ đó. Nếu để cho Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên biết, Tiêu Phàm sở dĩ không giết bọn hắn, căn bản không phải bởi vì bọn hắn thề, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Phải rồi, người vừa nói muốn dùng 30 vạn cực phẩm hồn thạch mua thất thải vân thạch của ta. Tiêu Phàm đột nhiên nói một câu khó hiểu. Vân Khê, Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên không biết tại sao, đó là chuyện rất lâu trước đó, tại sao lại đột nhiên đào mộ lên. Giờ phút này Tô Mạch Hàn nào còn dám mua thất thải vân thạch của Tiêu Phàm, đầu lập tức lắc như là trống. Không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm lại nói, ta đáp ứng bán cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm mở bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện mấy khối thất thải vân thạch, không sai, chính là thất thải vân thạch, nhưng không phải cửu thải sắc mà trước đó Tô Mạch Hàn nhìn thấy. Cửu thải sắc kia, là sắc thái cửu thải hồn huyết thạch phát ra. Bây giờ cửu thải hồn huyết thạch bị tỏa hồn châu hấp thu, thạch đầu tất nhiên lại lộ ra thất thải chi sắc. Hơn nữa do cửu thải hồn huyết thạch đã bị bóc ra, thất thải vân thạch cũng bị chia thành mấy khối nhỏ. Ta, Tô Mạch Hàn khóe miệng giật một cái, muốn khóc mà không khóc được. Bản thân tiêu 30 vạn cực phẩm hồn thạch mua mấy tảng đá vụn của ngươi, ngươi muốn ta bệnh chết sao? Ta mất 30 vạn cực phẩm hồn thạch muốn mua cửu thải vân thạch. Còn có dị bảo bên trong cửu thải vân thạch. Nhưng mà lời này Tô Mạch Hàn tuyệt đối không dám nói ra. Tô Mạch Huyên một bên hung hăng nguyết hắn một cái, tựa như nói, hiện tại biết xui xẻo chưa? Khóe miệng Vân Khê giật một cái, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Hắn biết rõ, Tô Mạch Hàn nhất định đang ngậm bồ hòn, hiện tại Tô Mạch Hàn đã bị Tiêu Phàm dọa cho sợ mất mật, đành phải thành thành thật thật tính tiền vì mấy khối thất thải vân thạch này. Bỏ đi! Thất thải vân thạch này liền cho ngươi, dù sao ta cũng nợ tỷ ngươi một nhân tình. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên vừa cười vừa nói. Nghe được lời Tiêu Phàm nói, Tô Mạch Hàn mặt vui vẻ, 30 vạn cực phẩm hồn thạch này rốt cục có thể không cần đưa cho Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tô Mạch Huyên một bên đột nhiên căm tức nhìn Tô Mạch Hàn nói, Tô Mạch Hàn, nam nhi Tô gia ta chẳng lẽ nói lời mà không giữ lời sao? Lời đã nói ra, như là nước dội ra ngoài. Không thể thu hồi lại. Tỷ, ta, Tô Mạch Hàn vô cùng không hiểu nhìn Tô Mạch Huyên, đây chính là 30 vạn cực phẩm hồn thạch, thật chẳng lẽ lại đưa cho hắn, chỉ để mua mấy tảng đá vụn này. Ta cái gì ta, người coi lời của bản thân là đánh giám sao? Tô Mạch Huyên thiếu chút nữa thì muốn động thủ. Tô Mạch Hàn vẫn có chút sợ tỷ tỷ hắn, bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một hồn thạch tạp ném cho Tiêu Phàm, cắn răng nói, trong này là 30 vạn cực phẩm hồn thạch. Thất thải vân thạch về ta. Cho. Tiêu Phàm mỉm cười, đem mấy khối thất thải vân thạch ném cho Tô Mạch Hàn, một tay khác nhận lấy tấm hồn thạch tạp kia, vẫn không quên đả kích Tô Mạch Hàn một cái, cuộc làm ăn này có lời, hy vọng ngươi có thể bán 90 vạn cực phẩm hồn thạch. Tô Mạch Hàn tức giận kém chút thổ huyết, 30 vạn cực phẩm hồn thạch kia, đã là hơn phân nửa tài sản của hắn, liền đưa cho Tiêu Phàm như thế, hắn làm sao cam tâm. Thất thải vân thạch trong tay hắn, tối đa cũng chỉ đáng giá mười mấy 20 vạn thượng phẩm hồn thạch mà thôi, làm sao có thể bán 90 vạn cực phẩm hồn thạch. Đừng nói 90 vạn cực phẩm hồn thạch, cho dù là bán 90 vạn thượng phẩm hồn thạch cũng không có khả năng. Việc ngậm bồ hòn này, khiến Tô Mạch Hàn hắn vô cùng khó chịu. Hắn vô cùng không hiểu Tô Mạch Huyên vì sao đáp ứng Tiêu Phàm. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại cười nhìn Tô Mạch Huyên nói, Tô cô nương. Người một trong những nữ nhân thông minh nhất ta từng gặp. Tạ ơn đã khích lệ. Tô Mạch Huyên khuôn mặt tươi cười như hoa, khẽ khom người nói, tựa như đạt được âm mưu. Tô Mạch Hàn bộ mặt không hiểu nhìn Tô Mạch Huyên, mà Vân Khê ánh mắt lại lóe lên, trong nháy mắt hiểu ra cái gì, trong lòng chậm chạp nói, Tô Mạch Huyên tình nguyện cho công tử 30 vạn cực phẩm hồn thạch, cũng không muốn tiêu tốn cái nợ nhân tình kia của nàng. Nhân tình của công tử, quả thực không phải 30 vạn cực phẩm hồn thạch có thể mua được. Quen biết Tiêu Phàm không đến một tháng, nhưng Vân Khê đã bị Tiêu Phàm làm cho hoàn toàn tin phục, trong lòng hắn,
nhân tình của Tiêu Phàm không phải dùng hồn thạch là có thể đổi được. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía bộ mặt hụt hẫng của Tô Mạch Hàn nói, nể mặt 30 vạn cực phẩm hồn thạch của ngươi, một lúc nữa ta chỉ điểm cho ngươi hai vật phẩm tốt, thế nào? Hừ, Tô Mạch Hàn lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, tâm hắn còn đang nhỏ máu vì 30 vạn cực phẩm hồn thạch. Vậy thì cảm ơn Tiêu công tử. Ngược lại, Tô Mạch Huyên hết sức biết điều cười nói. Đấu giá hội tiếp tục, Tiêu Phàm uể oải nằm trên ghế bành nhìn chằm chằm bàn đấu giá phía dưới, được một viên cửu thải hồn huyết thạch, tâm tình Tiêu Phàm thật tốt, chí ít lần đấu giá hội này không uổng công. Trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, về sau gặp loại đấu giá hội này nhất định phải tham gia nhiều hơn, chỉ cần có nhãn lực, đồ tốt vẫn không ít. So với người khác, hắn Tiêu Phàm có bạch thạch, bảo bối chân chính căn bản không qua mặt được nó. Tỏa hồn châu cũng là đồ tốt, không hổ là vật truyền thừa của Tu La Điện. Trong lòng Tiêu Phàm thầm than, chỉ bằng năng lực kia của tỏa hồn châu, Tiêu Phàm tin tưởng thực lực hắn khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu Phàm kỳ thật đã nóng lòng muốn rời khỏi đấu giá hội, đi thử nghiệm uy lực của tỏa hồn châu. Nếu như không phải hắn hiện tại đang cần hồn thạch, cũng sẽ không cần lừa Tô Mạch Hàn 30 vạn cực phẩm hồn thạch, tự nhiên cũng không phải lưu lại chỗ này. Theo thời gian trôi qua, lại có 5-6 kiện vật phẩm được đấu giá, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn bất vi sở động, lẳng lặng nhìn bàn đấu giá, nếu như không phải nhìn thấy mắt hắn vẫn mở, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn đang ngủ. Tiêu Phàm, người không phải nói chỉ điểm ta đấu giá 2 kiện đồ vật à, hiện tại một kiện đều không tới, không phải ngươi đang gạt ta chứ? Tô Mạch Hàn lại bắt đầu châm chọc khiêu khích lên. Qua 1-2 canh giờ, sự sợ hãi của Tô Mạch Hàn đối với Tiêu Phàm cũng biến mất không ít, lại khôi phục thần sắc cao ngạo như trước. Hiện tại cái này có thể đấu giá. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bàn đấu giá, tâm thần hắn một mực dẫn ra bạch thạch. Khi hồn lực hắn bao phủ trên đài đấu giá một sát na kia, bạch thạch hơi hơi rung động một cái, mặc dù chỉ là khẽ run lên, tản ra quang mang yếu ớt. Nhưng đồ vật kia khẳng định có chỗ đặc biệt, bằng không bạch thạch sẽ không có bất luận dị động gì. Cái thanh kiếm nát này, toàn thân đều có vết rỉ lốm đốm, một thanh binh khí cùn mà thôi, đoán chừng đâm còn không chết người nào, mua nó dùng làm gì. Nếu như không phải nó đã từng có phẩm giai cao, đoán chừng tư cách lên bàn đấu giá đều không có. Tô Mạch Hàn nhìn trên đài đấu giá một cái, mặt coi thường nói. Trên đài đấu giá trưng bày một cái hộp gỗ, bên trong hộp gỗ chứa một thanh trường kiếm xanh lục, phía trên hiện đầy rỉ sét màu xanh vàng, vô số vết nứt. Tô Mạch Hàn nói không sai, phẩm giai thanh kiếm này lúc trước thật không tệ, chính là bát phẩm thanh liên kiếm, nhưng hiện tại đã mất đi linh tính, đã trở thành một thanh kiếm bình thường. Dù là ngũ phẩm hồn binh đoán chừng đều có thể tùy tiện hủy diệt nó, một kiện pháp bảo như vậy, mua thì có ích lợi gì đây? Tin hay không tùy ngươi, dù sao đây là kiện thứ nhất. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thập phần vô lại nói ra, nhìn thấy thanh liên kiếm tàn phá kia, trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh, chính là Thiên Tàn đã chết đi, chiến hồn Thiên Tàn chính là bát phẩm thanh liên kiếm. Lâu như vậy rồi, Tiểu Lang cùng Ảnh Phong cũng nên rời khỏi huyết lâu. Vừa nghĩ tới Thiên Tàn, trong lòng Tiêu Phàm lại lo lắng Ảnh Phong và Phong Lang. Tiêu Phàm, nguyên lai ngươi cũng chơi ta. Tô Mạch Hàn nhìn Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Tiểu đệ, mau đấu giá. Tô Mạch Huyên thập phần quyết đoán nói ra, nhìn thấy Tô Mạch Hàn châm chọc khiêu khích Tiêu Phàm mà Tiêu Phàm không nổi bão, trong lòng nàng cũng buông lỏng một hơi. Chí ít, Tiêu Phàm không có bá đạo vô lý như trong tưởng tượng, nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm động thủ với Tô Mạch Hàn. Tỷ, Tô Mạch Hàn rất khó chịu, hắn không biết Tô Mạch Huyên tại sao khắp nơi đều nghe lời Tiêu Phàm, chẳng lẽ nàng coi trọng Tiêu Phàm. Đấu giá mau. Tô Mạch Huyên ngữ khí kiên quyết. Nàng luôn cảm giác Tiêu Phàm vô cùng bất phàm, nhưng bất phàm chỗ nào thì nàng cũng không nói được, hiện tại vừa vặn tìm cơ hội nghiệm chứng một chút. Một thanh liên kiếm bị hư hại, căn bản không đáng mấy đồng tiền, cho dù đấu giá được không có thiệt thòi quá lớn. 50 vạn. Tô Mạch Hàn khẽ cắn môi, vẫn báo ra một cái giá, thanh liên kiếm mặc dù tàn phá, nhưng là 50 vạn thượng phẩm hồn thạch vẫn rất có giá trị. Dù sao, một vài chú tạo sư có thể mua về nghiên cứu một chút, có khả năng rất lớn đúc tạo ra thanh liên kiếm hoàn chỉnh.
Tô Mạch Hàn vừa dứt lời, trong căn phòng thứ 12, Lăng Thi Thi đột nhiên kêu lên, nhị tỷ, bên trong phòng số 18 thực sự là Tô Mạch Hàn, hay cho một tên Tô Mạch Hàn, cũng dám cùng nhị tỷ đấu giá. Không phải, hẳn là có người khác. Đôi mắt đẹp Lăng Băng Điệp chớp động một cái, thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa gì, cao ngạo vô cùng. Vô luận là ai, dám cố ý cướp đi đồ vật vốn thuộc về ta, chính là đối địch với ta. Lăng Thi Thi hừ lạnh một tiếng, dứt lời liền đi ra ngoài cửa. Ngươi đi đâu? Lăng Băng Điệp hỏi. Tìm Tô Mạch Hàn gây phiền phức. Lăng Thi Thi để lại một câu nói liền không thấy tăm hơi. Mười mấy tức sau, Tô Mạch Hàn cuối cùng lấy 80 vạn thượng phẩm hồn thạch đem Thanh Liên kiếm tàn phá đấu giá được, sắc mặt hắn vẫn cực kỳ khó chịu, trong lòng trầm ngâm nói, Tiêu Phàm, nếu thử này không như lời ngươi nói thì ta sẽ cho ngươi ngươi đẹp mặt. Đúng lúc này, cửa phòng của bọn Tiêu Phàm bị một cỗ đại lực đá văng, đám người giật mình, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Lăng Thi Thi một bộ váy lụa trắng nhạt đang nổi giận đùng đùng đi tới. Ở sau lưng nàng còn đứng một đạo thân ảnh khác, là Lăng Băng Điệp cùng tới theo. Băng Điệp, Thi Thi, các ngươi làm sao tới đây? Trong nháy Tô Mạch Hàn mắt thu liếm lửa giận trên mặt, cười nhẹ nhàng nói, nhất là lúc ánh mắt nhìn về phía Lăng Băng Điệp, trong mắt đều như muốn lòi cả ra rồi. Tô Mạch Hàn, uổng cho ngươi còn muốn theo đuổi nhị tỷ ta, ngươi lại còn dám theo nhị tỷ đoạt đồ vật, đời này ngươi sẽ không có khả năng thành công đâu. Lăng Thi Thi căn bản không biết nể mặt ai cả, giống như một con cọp cái nhỏ nổi giận. Ta! Trên mặt Tô Mạch Hàn lộ ra nụ cười khổ, dư quang nhìn về Tiêu Phàm, hắn rất muốn nói, không phải ta đoạt đồ vật của Băng Điệp, mà là Tiêu Phàm đoạt. Hơn nữa chính bởi vì tảng đá vụn kia, ta lại bị hố 30 vạn cực phẩm hồn thạch. Nhưng mà Lăng Thi Thi căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, phẫn nộ quát, đừng có viện cớ này nọ, dù sao thì ngươi đã đoạt đồ vật của nhị tỷ, trừ phi ngươi đem thất thải vân thạch bán cho chúng ta. Thi Thi, ta đầu hàng còn không được sao? Ta hiện tại cho các ngươi thất thải vân thạch. Tô Mạch Hàn thiếu chút nữa thì khóc lên, trực tiếp đem mấy khối thất thải vân thạch cầm ra. Thế này còn tạm được. À, làm sao lại nát rồi? Lăng Thi Thi tiếp nhận thất thải vân thạch đã vỡ vụn. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó lại khôi phục tiếu dung, nửa đùa nửa thật nói, sớm biết như vậy, vậy cần gì phải cùng nhị tỷ tranh đoạt, chậc chậc, đây chính là 10 vạn cực phẩm hồn thạch đó, Tô Mạch Hàn, ngươi thật đúng là kẻ có tiền, gần đây có phải đoạt bảo khố nhà ai rồi hay không? Tô Mạch Hàn trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, lòng hắn đang rỉ máu, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng ngực. Cái này cũng không chỉ 10 vạn cực phẩm hồn thạch, mà là 30 vạn cực phẩm hồn thạch đó, ta gần đây làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Mẹ nó, gan đau, tim cũng đau. Nếu như nói tiếp nữa, Lăng Thi Thi còn tưởng rằng hắn là đang giảo biện, sau ngày hôm nay muốn theo đuổi Lăng Băng Điệp đoán chừng càng thêm khó khăn. Nhưng hắn lại sợ chọc giận Tiêu Phàm, cho nên nỗi oan ức cùng Lăng Băng Điệp cướp đoạt thất thải vân thạch, hắn lại không dám không cóng, hồi tưởng lại ánh mắt Tiêu Phàm trước đó. Trong lòng Tô Mạch Hàn cũng có chút run rẩy. Không thể không nói, Tô Mạch Hàn thật đúng là vô cùng không may, lần trước bị Tiêu Phàm giẫm mấy chân trên mặt, hôm nay lại phải thay Tiêu Phàm gánh chịu oan ức, việc này khiến hắn có loại xúc động muốn tìm khối đậu hũ đập đầu chết cho rồi. À, đây là ai, ta làm sao chưa thấy qua bao giờ? Lăng Thi Thi đắc ý thu hồi thất thải vân thạch, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Tiêu Phàm. Ngay tại lúc đó, ánh mắt Lăng Băng Điệp cũng đảo qua Tiêu Phàm cùng Vân Khê, đôi mắt đẹp lập lòe, trong đầu quanh quẩn một cái tên. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Lăng Băng Điệp một mặt ngạo nghễ nhìn Tiêu Phàm, như là một con tiểu khổng tước kiêu ngạo, trong mắt lại tràn ngập hờ hững. Tên Tiêu Phàm, Lăng Băng Điệp tự nhiên cũng nghe nói qua, vô luận là chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, hay là chém giết gia chủ Ngô gia Ngô Thánh Chi, hoặc là sự tình Vân Khê quy thuận một kẻ ngoại lai. Những thứ này đều sớm đã chấn động vô song thánh thành. Nàng sở dĩ có thể nhận ra Tiêu Phàm, cũng chính là bởi vì Vân Khê cung kính đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm. Bất quá, Lăng Băng Điệp vẫn không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, nàng đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin. Chỉ là nàng hiếu kỳ, Tiêu Phàm lúc đầu trước mặt mọi người vũ nhục Tô Mạch Hàn, làm sao hiện tại hắn lại ở cùng với Tiêu Phàm đây? Tiêu Phàm một mặt bình tĩnh, danh tự Lăng Băng Điệp hắn tự nhiên đã nghe nói qua, bất quá lại không đặt ở trong lòng. Tiêu Phàm,
ngươi là Tiêu Phàm chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Tiểu Tử. Nghe thấy hai chữ Tiêu Phàm, hai mắt Lăng Thi Thi tỏa sáng, một mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm, liền tựa như nàng là fan hâm mộ trung thành của Tiêu Phàm. Tô Mạch Hàn bên cạnh nghe vậy, cúi đầu trầm mặc không nói, trong lòng thầm mắng Lăng Thi Thi không tim không phổi, ta còn đang đứng ở đây mà ngươi nói toẹt ra như thế, không phải đánh vào mặt ta sao? Tiêu Phàm gật đầu, từ khi Lăng Thi Thi vừa vào cửa, ánh mắt Tiêu Phàm liền rơi vào trên người Lăng Thi Thi, nếu như không phải Lăng Thi Thi là một nữ tử, Tiêu Phàm đoán chừng trực tiếp bỏ qua. Bởi vì dung mạo Lăng Thi Thi cùng Lăng Phong rất giống, không chỉ là dung mạo, ngay cả khí chất đều giống nhau đến mấy phần. Nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới mình, ngược lại phản ứng với Lăng Thi Thi, trong lòng Lăng Băng Điệp thập phần khó chịu, nàng vô luận dáng người, hay là dung mạo, đều muốn hơn một chút so với Lăng Thi Thi. Bình thường vô luận đi tới chỗ nào, nàng mới là tiêu điểm, Lăng Thi Thi chỉ là vật làm nền mà thôi, nhưng mà hôm nay lại bị Tiêu Phàm xem nhẹ, đây chính là lần thứ nhất. Ngươi hỏi hắn liền biết. Tiêu Phàm cười nhìn Tô Mạch Hàn nói. Các ngươi trò chuyện đi, ta đi hóng gió một chút. Trên mặt Tô Mạch Hàn co lại, để lại một câu nói liền chuẩn bị rời đi, hắn thực sự không có cách nào ở chỗ này nữa. Ai cũng khinh bỉ hắn, hắn dù sao cũng là thánh thành bát tuấn mà, thế nhưng tại trước mặt những người này, hắn hết lần này tới lần khác đều không nổi giận được, cho dù là ai cũng vô cùng khó chịu. Tô tiểu tử, đừng hẹp hòi như thế nha, không chừng ta nói nhị tỷ bồi ngươi nói một chút. Lăng Thi Thi le lưỡi một cái nói. Tô Mạch Hàn nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cao hứng, tất cả kiềm chế cùng khó chịu trước đó, toàn bộ như bị ném đến lên 9 tầng mây. Nhưng mà khuôn mặt Lăng Băng Điệp lại băng lãnh, chậm chạp nói, Thi Thi, chúng ta đi thôi. Chàng hữu tình, thiếp vô ý. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, trong lòng Tô Mạch Hàn đem Lăng Băng Điệp tôn thờ biết bao, nhưng Lăng Băng Điệp lại mảy may không đem Tô Mạch Hàn đặt ở trong lòng. Đối với sự tình cảm người khác, Tiêu Phàm không biết nói cái gì, hắn ở phương diện này đều chưa có giải quyết tốt nữa là. Tiêu Phàm, Nam Vực Đại Bỉ nhất định phải cố lên. Tốt nhất đem thánh thành bát tuấn đều đánh bẹp. Lăng Thi Thi sán lạn cười một tiếng, thanh thuần vô cùng, quay người đi theo Lăng Băng Điệp rời khỏi. Ách, Tiêu Phàm sững sờ, cười khổ một tiếng, bất quá trong lòng bổ sung một câu, muốn chiếm lấy ba hạng đầu, đoán chừng thật đúng là phải đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Tô cô nương, thiếu nữ tên Lăng Thi Thi kia, nàng cùng Lăng Phong có quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Lăng Thi Thi cùng Lăng Băng Điệp rời đi. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Lăng Thi Thi à, nàng là thân muội muội của Lăng Phong, người có phải cảm thấy dung mạo nàng cùng Lăng Phong rất giống hay không? Tô Mạch Huyên cười cười, trong đôi mắt lóe qua vẻ kinh dị, chẳng lẽ Tiêu Phàm coi trọng Lăng Thi Thi? Nghĩ vậy, trong lòng Tô Mạch Huyên không khỏi có chút cảm giác thất lạc, thân làm nữ nhân, cho dù là chiến đế cảnh, cho dù là thiên chi kiêu nữ đi nữa thì trong lòng nàng vẫn có mong chờ về chuyện tình cảm. Tiêu Phàm vừa lúc thấy được một màn này, trong lòng không còn gì để nói, hắn đối với Lăng Thi Thi không có ý nghĩ gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tôn kính khách nhân, đây là đồ vật ngài vừa mới đấu giá. Đột nhiên, một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, chỉ thấy một nữ thị giả ôm một cái hộp sắt đi đến. Cầm tới. Tô Mạch Hàn Tô Đại Công Tử giờ phút này thập phần khó chịu, bị Tiêu Phàm chơi lỗ máu, bị Lăng Băng Điệp coi thường. Tâm tình của hắn làm sao có thể tốt được. Hiện tại hắn chỉ muốn từ trên người Tiêu Phàm tìm về chút mặt mũi, chính là muốn hảo hảo đả kích Tiêu Phàm một cái, nhìn xem phế liệu có giá trị gì để đấu giá. Giao cho nữ thị giả 80 vạn thượng phẩm hồn thạch, Tô Mạch Hàn trở lại trong phòng, mở hộp sắt ra, bát phẩm thanh liên kiếm tản phá liền hiện ra trước mắt. Tiêu Phàm, thứ rách dưới như thế cũng đáng 80 vạn thượng phẩm hồn thạch. Tô Mạch Hàn khinh thường nói. Tiện tay đem tàn kiếm ném xuống đất, vỗ vỗ bàn tay, tựa như ngại làm bẩn tay hắn. Tô Mạch Huyên cũng cau mày một cái, nếu như không phải Tiêu Phàm chỉ là một kẻ ngoại lai, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng Tiêu Phàm cùng đấu giá hội thông đồng đến hố bọn nàng. Nếu không, bán cho ta 100 vạn thượng phẩm hồn thạch đi. Tiêu Phàm cười cười nói. Ngươi cho rằng ngươi tự mua về được. Tô Mạch Hàn liếc xéo Tiêu Phàm, cũng khó trách trong lòng hắn khó chịu. Bản thân vừa mới cho Tiêu Phàm 30 vạn cực phẩm hồn thạch, đây chính là tương đương với 3.000 vạn thượng phẩm hồn thạch. Bây giờ 100 vạn thượng phẩm hồn thạch mua trở về,
làm cho hắn lời 20 vạn, nhưng so với 3.000 vạn thì đây hoàn toàn chỉ là một con số lẻ. Ta chỉ hỏi ngươi bán hay không, con người Tiêu Phàm cũng trở nên lạnh lùng, bản thân nhường ngươi mấy phần, ngươi thật tưởng mình là thượng thiên. Nếu như không phải xem mặt mũi cửu thải hồn huyết thạch, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn. 200 vạn, bằng không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Mạch Hàn nhìn Thanh Liên kiếm tàn phá một cái, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ đây thật sự là một món bảo bối. Chỉ là vô luận hắn thấy thế nào, thanh tàn phá kiếm này đều là thứ vô cùng bình thường, lưu tại trên tay cũng chỉ lãng phí 80 vạn thượng phẩm hồn thạch, còn không bằng bán cho hắn. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tô Mạch Hàn vẫn đem giá tăng lên gấp đôi, sợ mình ăn thiệt thòi, 200 vạn thượng phẩm hồn thạch, đó cũng là 2 vạn cực phẩm hồn thạch, thịt muỗi cũng là thịt mà. Thành giao, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được, trực tiếp lấy ra 2 vạn cực phẩm hồn thạch ném cho Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Huyên bên cạnh một mực trầm mặc không nói, mặc dù nàng cũng nhìn không ra Thanh Liên kiếm tàn phá này có chỗ nào đặc thù, nhưng nàng luôn cảm giác đồ vật này bất phàm. Tiêu Phàm lại lười biếng nhặt tàn kiếm lên, một màn sau đó làm mấy người đều lộ ra vẻ không hiểu, chỉ thấy tay Tiêu Phàm dùng sức uốn éo, tàn kiếm lập tức bắt đầu vặn vẹo, dỉ đồng xanh phía trên chậm rãi chóc ra, rơi đầy một chỗ. Rác rưởi vô luận như thế nào cũng là rác rưởi, còn có thể biến thành chân bảo hay sao? Trên mặt Tô Mạch Hàn có vài phần đắc ý, rất hy vọng nhìn thấy Tiêu Phàm ăn thiệt thòi. Bất quá tiếu dung trên mặt hắn rất nhanh liền trở nên cứng ngắc, chỉ thấy tàn kiếm vặn vẹo dưới tay Tiêu Phàm một lúc bỗng đứt gãy. Quỷ dị là bên trong kiếm gãy lại tản ra một đạo lợi mang màu trắng sắc bén tuyệt thế, liếc mắt nhìn một cái, đám người không khỏi lạnh run. Kiếm trong kiếm, Vân Khê là người thứ nhất kinh hô ra. Kiếm trong kiếm, Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếu dung trên mặt Tô Mạch Hàn cứng ngắc tại chỗ, cảm giác nóng bỏng đau rát. Nguyên bản hắn nhìn thấy Tiêu Phàm ăn một cái thiệt thòi lớn, trong lòng cực kỳ cao hứng, có thể trong nháy mắt, ăn thiệt thòi kia lại biến thành của Tô Mạch Hàn hắn, việc này khiến hắn làm sao dễ chịu được. Tiêu Phàm không ngừng vặn vẹo, thời gian mấy tức, toàn bộ dỉ sắt chóc ra, lập tức lộ ra một thanh kiếm màu trắng. Kiếm thể thập phần tinh tế, tựa như căn bản không phải là một thanh kiếm, mà là một sợi dây kẽm, nhưng xung quanh nó lại tản mát ra từng đạo kiếm khí lăng lệ. Nhìn bề ngoài đi, kiếm thể là hình tròn, nhưng khi hồn lực tra xét R liền sẽ phát hiện trên mặt lại là vô số kiếm phong, tản ra một cỗ khí thế vô cùng sắc bén. Cửu phẩm đãng thiên kiếm, Tô Mạch Huyên rốt cuộc không thể bình tĩnh, kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay Tiêu Phàm. Không có khả năng. Tại sao có thể là cửu phẩm hồn binh? Tô Mạch Hàn mở chừng hai mắt, thiếu chút nữa thì đoạt thanh bảo kiếm từ trong tay Tiêu Phàm. Hắn hận không thể hung hăng phiến bản thân hai bàn tay, cửu phẩm hồn binh lại bị mình dùng 200 vạn thượng phẩm hồn thạch bán đi, cho dù 5-60 vạn cực phẩm hồn thạch, cũng chưa nhất định có thể mua được đó. Lần này, hắn chú định phải ăn thiệt thòi lớn, Tô Mạch Hàn có loại xúc động muốn thổ huyết. Không phải cửu phẩm đãng thiên kiếm. Lúc này, Tiêu Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú bảo kiếm trong tay. Không phải cửu phẩm đãng thiên kiếm, 50 vạn cực phẩm hồn thạch bán cho ta, thấy thế nào? Tô Mạch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang châm chọc hắn, lập tức không chút do dự mở miệng nói. 50 vạn cực phẩm hồn thạch mua một kiện cửu phẩm hồn binh, vẫn là có lời, chí ít hắn có thể vãn hồi chút điểm tổn thất. Lần này... Tô Mạch Huyên cũng không dám để Tô Mạch Hàn làm sằng làm bậy nữa, vội vàng mở miệng nói, Tiêu công tử, đây rõ ràng là cửu phẩm đãng thiên kiếm, vì sao ngươi nói không phải? Nhiều lần sự thật đã chứng minh, không tin Tiêu Phàm, cuối cùng đều chú định phải ăn thiệt thòi, Tô Mạch Huyên nơi nào còn dám để Tô Mạch Hàn đối nghịch cùng Tiêu Phàm? Tô Mạch Hàn, ngươi cảm thấy cửu phẩm nhật nguyệt hỏa long thương cùng bảo kiếm này so sánh, có gì khác biệt không? Tiêu Phàm nhìn về phía Tô Mạch Hàn hỏi. Sau đó thanh bảo kiếm trực tiếp ném cho Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà quyết đoán đem bảo kiếm cho hắn, nếu như hắn mang theo bảo kiếm bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Tiêu Phàm người này, vẫn tương đối thích hợp làm bạn, đối một tên cửu nhân đều tin tưởng như vậy, huống chi là bằng hữu đây. Tô Mạch Huyên thấy cảnh này, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Lần này, Tô Mạch Hàn khó được không có châm chọc Tiêu Phàm. Ngược lại tinh tế đánh giá bảo kiếm trong tay, sau nửa ngày,
Tô Mạch Hàn đột nhiên nói ra, thiếu một loại linh tính. Không sai, chính là thiếu một loại linh tính. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói ra, cửu phẩm hồn binh có linh, không phải người ta dễ dàng như vậy liền có thể cầm vào trong tay. Nghe được Tiêu Phàm vừa nói như thế, hai người Tô Mạch Huyên cùng Vân Khê cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bảo kiếm này có lẽ đã từng là cửu phẩm đáng thiên kiếm, nhưng hiện tại đã không phải cửu phẩm hồn binh, không chỉ có chất liệu là cửu phẩm, hơn nữa còn nhất định phải có linh tính riêng biệt, bất quá, nó so với bát phẩm mạnh hơn không ít. Tiêu Phàm còn nói thêm, Tiêu Phàm rốt cục biết tại sao bạch thạch dị động rất nhỏ, thành đáng thiên kiếm khuyết linh tính nhưng lại mạnh hơn so với bát phẩm, không còn chỗ nào đặc biệt khác nên bạch thạch mới chỉ phản ứng yếu ớt như thế. Sau đó Tiêu Phàm từ trong tay Tô Mạch Hàn thu hồi bảo kiếm, điều này khiến Tô Mạch Hàn hết sức không nỡ, trong mắt hắn, dù đáng thiên kiếm không có linh tính, nhưng giá trị cũng liên thành. Vân Khê, Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ một tiếng, tiện tay ném ra bảo kiếm trong tay. Vân Khê theo bản năng chộp thanh bảo kiếm vào trong tay, sau đó kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cũng khó trách Vân Khê kinh ngạc như vậy, đây chính là cửu phẩm đáng thiên kiếm đó, vậy mà đưa cho hắn dễ dàng như vậy, phần lễ này cũng quá lớn rồi. Ngươi không phải thiếu một thanh kiếm tiện tay sao? Thanh kiếm này cũng khá thích hợp. Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười, nói, nếu như ngươi có thể làm cho nó nắm giữ linh tính, vậy liền có thể tiến giai cửu phẩm hồn binh đáng thiên kiếm. Đến thời điểm đó mới chân chính trở thành thần binh lợi khí. Nếu như trước kia, một thanh bảo kiếm ở giữa bát phẩm và cửu phẩm, Tiêu Phàm tự nhiên không nỡ, nhưng bây giờ tu la kiếm giải phong nhất trọng, hồn binh thế này thật đúng là không vào pháp nhãn của hắn nữa. Đáng thiên kiếm tuy mạnh, nhưng cùng tu la kiếm so sánh lại chênh lệch không nhỏ, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm đã quen sử dụng tu la kiếm rồi. Trên người hắn còn có một thanh bát phẩm hung đao đồ lục. Hung uy không thua tu la kiếm, bất quá Tiêu Phàm gần đây cũng rất ít sử dụng. Vâng, đa tạ công tử. Vân Khê biết đồ vật Tiêu Phàm đã đưa ra thì tuyệt đối sẽ không thu về, chỉ có thể đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Ngay cả Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng có chút động dung, bảo vật bậc này vậy mà nói đưa liền đưa, ngay cả bọn họ cũng không thể bỏ ra thủ bút lớn như thế. Khó trách Vân Khê đối với Tiêu Phàm tâm phục khẩu phục như thế. Riêng phần khẳng khái rộng lượng này liền hiếm có người có thể so sánh rồi. Các ngươi còn một cơ hội. Tiêu Phàm hướng về phía tỷ đệ hai người Tô Mạch Huyên nhếch miệng cười một tiếng, Tô Mạch Hàn kém chút tức hộc máu. Dù là đáng thiên kiếm không có linh tính, đó cũng là cửu phẩm hồn binh hàng thật, giá trị không thua 30 vạn cực phẩm hồn thạch, thế mà hắn lại bán đi với giá 200 vạn thượng phẩm hồn thạch. Vô luận như thế nào? Giá trị kiện đồ vật thứ hai không thể thấp hơn đáng thiên kiếm này. Tô Mạch Hàn vội vàng nói, trong đáy lòng hắn đã tin tưởng năng lực Tiêu Phàm. Vậy cũng chưa chắc, ngươi cho rằng tam đại thương hội đều là thứ ngu xuẩn à, có nhiều bảo vật cho ngươi nhặt như thế. Tiêu Phàm không khỏi trắng mắt nhìn Tô Mạch Hàn. Nghe nói như thế, Tô Mạch Hàn nhất thời không biết nói gì, mà Tô Mạch Huyên lại là phốc suy một tiếng cười ra. Miệng phun hương lan nói, tỷ đệ chúng ta tin tưởng nhãn lực Tiêu công tử. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, có lấy được đồ tốt hay không đúng thật là phải nhìn vào vận khí, bất quá Tiêu Phàm cho rằng vận khí của mình cũng rất khá. Hơn nữa, theo thực lực hắn tăng lên, còn có năng lực tầm bảo của Bạch Thạch, hiện tại căn bản không cần lấy tay tự mình sờ, chỉ cần hồn lực dò xét liền có thể biết thứ kia đến cùng có phải một kiện bảo vật hay không. Tiêu Phàm lần nữa nằm trên ghế bành, nhìn chằm chằm trên đài đấu giá, hồn lực đảo qua mỗi một kiện vật phẩm đấu giá, đây đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là một việc tốn thể lực, bất quá so với thu hoạch cũng xem như đáng giá. Đúng rồi, Tiêu công tử, lần trước ngươi đắc tội Lôi gia cùng Ngô gia, nhất định phải cẩn thận một chút. Đột nhiên, Tô Mạch Huyên mở miệng nói. Mẹ kiếp, tỷ tỷ sẽ không thực coi trọng tên tiểu bạch kiểm này chứ? Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn Tô Mạch Huyên, trong lòng kinh ngạc nói. Hắn từ trước đến nay chưa thấy Tô Mạch Huyên sẽ chủ động nói chuyện cùng một tên nam, nhưng mà đối với Tiêu Phàm lại hết lần này đến lần khác nịnh nọt, điều này khiến Tô Mạch Hàn buộc lòng phải nghĩ đến một phương diện kia. Đa tạ Tô cô nương nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu, Ngô gia còn tốt, vừa nghĩ tới Lôi gia, suy nghĩ trong lòng hắn liền không yên. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có quá mức quan tâm nhắc nhở của mình, Tô Mạch Huyên lại cường điệu nói, Tiêu công tử có đừng xem thường Lôi gia cùng Ngô gia. Tôn nghiêm thế gia sẽ không dễ dàng nhận vũ nhục,
Lôi gia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Tiêu công tử. Còn có Ngô gia nhìn như phụ thuộc Lôi gia, nhưng vốn liếng Ngô gia cũng không yếu, ta có thể chắc chắn là Ngô gia có tồn tại cường giả chiến thánh, Ngô gia sở dĩ không xuất thủ, đoán chừng cũng là đang chờ đợi Lôi gia ứng phó Tiêu công tử. Chiến thánh, Tiêu Phàm nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Phàm mặc dù đối thực lực bản thân thập phần tự tin, dù là chiến đế đỉnh phong bình thường hắn cũng có thể đánh cược một lần. Nhưng, hắn rất rõ ràng, lấy thực lực hắn trước mặt chiến thánh vẫn chỉ là sâu kiến, cường giả chiến thánh muốn giết hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc, Ngô gia vậy mà cũng có cường giả chiến thánh. Chiến thánh cảnh huyết khí dồi dào vô cùng, thọ nguyên có thể đạt tới mấy trăm hơn ngàn, thậm chí có một số người, lấy thủ đoạn đặc thù sống sót, có thể dài đến mấy ngàn năm. Được xem như tồn tại nội tình của gia tộc và thế lực, Ngô gia dù sao cũng là thế gia ngàn năm, có cường giả chiến thánh cũng rất bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, những tin tức này, hắn tại bên trong tu la truyền thừa hiểu được, trong lòng Tiêu Phàm đối cường giả chiến thánh vẫn phải duy trì một tia kính sợ. Ta chỉ là một kẻ ngoại lai bình thường, Ngô gia đã có cường giả chiến thánh, tại sao còn phải kiêng kỵ ta nhỉ? Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Sự nghi ngờ này đã ẩn tàng trong đầu hắn rất lâu rồi. Ngô gia dù sao cũng là hào môn vọng tộc ở Vô Song Thánh Thành, tất yếu sợ một tên tu sĩ nho nhỏ từ vương triều sao. Nhưng ở trong mắt mấy đại gia tộc bọn hắn, trừ Vô Song Thánh Thành ra, sẽ không có khả năng xuất hiện một dạng thiên tài như Tiêu Phàm. Nghe thấy lời Tiêu Phàm nói, Tô Mạch Huyên hồ nghi một trận nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm chỉ là một kẻ ngoại lai phổ thông. Ngược lại Tô Mạch Hàn đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng có thể lừa được ta sao? Ngươi cho rằng giả heo ăn thịt hổ thì người khác đoán không ra thân phận ngươi. Đám cửu đại đế triều có thể có dạng nhân vật như ngươi sao? Tô Mạch Hàn bộ mặt ta đã nhìn thấu ngươi, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ta không phải đang khích lệ ngươi, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, thiên phú ngươi dạng này. Trừ thánh thành, cũng chỉ có thiên tài cổ tộc mới có thể so sánh. Nếu như ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai bình thường, công tôn võ sẽ kiêng kỵ ngươi sao? Ngươi dám đối địch với Lôi gia, ngươi dám giết gia chủ Ngô gia, liên tiếp hỏi một loạt làm Tiêu Phàm không còn lời gì để nói, hắn rất muốn nói, ta thực sự chỉ mà một tên ngoại lai bình thường mà thôi, căn bản không tất yếu phải lừa ngươi. Bất quá, Tiêu Phàm rốt cục minh bạch. Tại sao những đại gia tộc này không dám tìm đến mình gây phiền phức, nguyên lai bọn hắn tưởng mình là người cổ tộc. Nghĩ tới biểu lộ công tôn võ lần trước khi nhìn thấy hắn, trong lòng Tiêu Phàm liền muốn cười, chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là, công tôn võ vì sao sẽ cho rằng hắn là người của cổ tộc nhỉ? Bọn hắn đều không biết công tôn võ chỉ là hiểu lầm ý tứ của lão tổ công tôn gia tộc mà thôi, đồng dạng, biểu hiện của công tôn võ cũng làm cho gia tộc Vô Song Thánh Thành hiểu lầm thân phận hắn. Xem ra trước khi bị bại lộ thân phận, ta phải mau chóng mạnh lên mới được. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chỉ cần ở lại Vô Song Thánh Thành, thân phận hắn sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng. Nhất là Lôi gia, Ngô gia, bọn hắn nhất định sẽ âm thầm phái người đi Đại Ly Đế Triều điều tra thân phận của hắn. Một khi thân phận bị nhìn thấu, nghênh đón hắn tuyệt đối là sự hủy diệt, lấy thực lực chiến đế cảnh khẳng định không thể nào tiếp nhận được. Bị ta nhìn thấu rồi. Tô Mạch Hàn bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm nhún nhún vai, bộ dáng không quan trọng, hắn cũng lười giải thích với bọn họ, nhưng mà động tác này của hắn lại làm Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên càng thêm tin tưởng thân phận Tiêu Phàm. Tô cô nương, đa tạ nhắc nhở. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói, chỉ là ta hiếu kỳ, ngươi vì sao lại muốn giúp ta? Ta muốn cùng ngươi kết giao một chút, hoặc có lẽ là, Tô gia ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tô Mạch Huyên mặt tươi như hoa cười một tiếng, thành thật nói. Tô cô nương thực sự đã để mắt ta rồi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đột nhiên, bạch thạch bên trong hồn hải lại hơi rung động một cái. Tiêu Phàm nói ra, được, các ngươi có thể đấu giá kiện đồ vật thứ hai rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên trong nháy mắt nhìn về phía bàn đấu giá, ngay cả Vân Khê cũng không ngoại lệ. Kinh lịch hai sự tình trước đó. Bọn hắn đối Tiêu Phàm có một loại tín nhiệm phát ra từ nội tâm, lần thứ nhất cầm tới thất thải vân thạch, mặc dù bọn hắn không thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, nhưng khẳng định không chỉ là thất thải vân thạch.
mà lần thứ hai, Tiêu Phàm lần nữa bắt một con cá lọt lưới, từ một thanh thanh liên kiếm bị tàn phá lấy được một chuôi cửu phẩm hồn binh. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Phàm làm như thế nào, nhưng bọn hắn biết, đồ vật được Tiêu Phàm coi trọng khẳng định bất phàm. Tiêu Phàm, người xác định đầu gỗ này không đơn giản. Tô Mạch Hàn mặc dù vẫn khó chịu đối với Tiêu Phàm, nhưng ngữ khí lại tốt hơn khá nhiều. Không thua cửu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lần này, không chỉ là bạch thạch dị động một cái, ngay cả Tiêu Phàm cũng nhìn ra gỗ kia là thứ gì. Các vị, ta tin tưởng hiện tại trong lòng mọi người đều hết sức nghi hoặc, một khối gỗ nát vậy mà cũng dám mang lên bàn đấu giá. Âm thanh người chủ trì vang lên, ngữ khí tăng cao, dẫn ra nghi hoặc của tu sĩ nơi đây. Các vị đang ngồi, chắc hẳn có người nghe nói qua khôi lỗi thú rồi chứ. Người chủ trì tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên. Khối gỗ nát này là khôi lỗi thú. Khôi lỗi chi thuật không phải đã thất truyền trên trăm năm à, làm sao còn xuất hiện? Đoán chừng là đồ vật được lưu truyền đến hiện tại, nghe đồn, khôi lỗi thú cao giai, chiến lực có thể so với chiến đế, thậm chí chiến thánh, không biết khôi lỗi thú này là thực lực gì. Có thể mang lên bàn đấu giá, đoán chừng chí ít cũng là thất giai, thậm chí bát giai đi, nếu như là bát giai, giá cả khẳng định sẽ không thấp, dù sao đây chính là thứ tương đương với chiến đế cảnh. Có lẽ là cửu giai khôi lỗi thú. Khôi lỗi chi thuật thất truyền nhiều năm, tam đại thương hội giám định sư đoán chừng cũng không phân biệt được phẩm giai cụ thể của nó. Phòng đấu giá hoàn toàn sôi trào lên, rất nhiều người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khối gỗ kia, hận không thể lập tức mua xuống. Đầu gỗ toàn thân hiện lên thanh sắc tựa như mọc đầy cỏ xỉ rêu, lưu lại vô số dấu vết tang thương tuế nguyệt, không biết truyền thừa bao lâu. Có nơi thậm chí đã mục nát. Đường vân phía trên cũng như ẩn như hiện, bất quá vẫn có thể phán định ra hình dạng đầu gỗ, không sai biệt lắm là hình dạng một đầu lão hổ. Về phần là loại hổ nào vậy thì không biết được, chỉ có kích hoạt nó mới có thể nhận ra nó diện mục thật sự. Lại là khôi lỗi thú, người thần binh các đoán chừng sẽ điên cuồng, chúng ta muốn đấu giá được cũng rất khó. Trong rạp, Tô Mạch Huyên cười khổ một tiếng. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Thanh âm người chủ trì lại vang lên. Mọi người yên lặng, chắc hẳn mọi người đã không kịp chờ đợi biết đây là khôi lỗi thú mấy phẩm, hiện tại ta liền nói cho mọi người. Người chủ trì cười thành một đóa cúc hoa. Đây là bát phẩm đỉnh giai khôi lỗi thú, một khi kích hoạt, thực lực nó tương đương với hồn thú bát giai đỉnh phong, có thể thấy được giá trị của nó, tiêu hồn thạch liền có thể mua được một tên cao thủ chiến đế đỉnh phong, cuộc làm ăn này rất có lời. Hiện tại, ta tuyên bố, bát phẩm khôi lỗi thú, giá khởi điểm 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Người chủ trì một hơi nói xong, nếu như tiếp tục vòng vèo, đoán chừng phía dưới sẽ nổi khùng đập bẹp hắn. 1.000 vạn, 1.100 vạn. Người chủ trì vừa dứt lời liền có vô số tu sĩ bắt đầu đấu giá, thời gian mấy tức liền tăng tới 2.000 vạn. Tiêu Phàm, người thế này không đúng rồi, cho dù ngươi không nói. Ta cũng biết khôi lỗi thú bất phàm. Trong rạp, ánh mắt Tô Mạch Hàn lóe lên, vội vàng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm chơi xấu. Nếu như là hồn điêu thú thì sao? Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm đài đấu giá, ý vị thâm trường nói. Hồn điêu thú, nghe thấy lời nói Tiêu Phàm, Tô Mạch Huyên kêu lên sợ hãi, Ngọc Nhan lộ ra vẻ kinh sợ. Hồn điêu thú, cái gì là hồn điêu thú? Vẻ mặt Tô Mạch Hàn lại vô cùng nghi hoặc. Hắn nhưng là rất ít thấy tỷ tỷ của hắn thất thố như vậy, chẳng lẽ hồn điêu thú này rất nghiêu bức? Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, thiên tài đại gia tộc Tô Mạch Hàn vậy mà không biết hồn điêu thú là vật gì, mà Tô Mạch Huyên lại kinh ngạc như thế, hiển nhiên nàng biết hồn điêu thú, nhưng lại chưa thấy qua. Tô Mạch Huyên cũng biết bản thân có chút thất thố, hít sâu một cái thu liễm tâm thần, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, người cũng được nghe nói đến hồn điêu thú. Nghe nói qua. Tiêu Phàm gật đầu, nhưng trong lòng thì sững sờ, ta đâu chỉ nghe nói qua, ta còn chính là một tên hồn điêu sư, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể nhận ra hồn điêu thú đây? Tỷ, đến cùng hồn điêu thú là cái gì? Tô Mạch Hàn hiếu kỳ hỏi. Hồn điêu thú là... Tô Mạch Huyên đem hiểu biết của nàng về hồn điêu thú giảng thuật một bên, Tô Mạch Hàn cùng Vân Khê nghe thập phần nhập thần. Ngược lại sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, những sự tình này...
hắn đều từ trong miệng bác lão nghe nói qua, hơn nữa bên trong tu la truyền thừa cũng ghi chép một chút tin tức, liên quan tới hồn điêu thú tin tức, hắn biết rõ chỉ so với Tô Mạch Huyên nhiều. Hồn điêu thú mặc dù lợi hại, nhưng không cần thiết kinh ngạc như thế chứ. Tô Mạch Hàn nghe xong, một mặt im lặng nói. Ta không phải kinh ngạc hồn điêu thú lợi hại cỡ nào, mà là kinh ngạc thế gian này vẫn còn hồn điêu thú, môn thủ nghệ này từ trăm năm trước, sau khi Bắc Thần gia tộc biến mất liền đã thất truyền rồi. Tô Mạch Huyên lắc lắc đầu nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tiếc hận. Tỷ, ngươi nói là cổ tộc Bắc Thần gia tộc, thần sắc Tô Mạch Hàn hơi động một chút, có phần hơi kinh ngạc. Bắc Thần gia tộc hắn tự nhiên nghe nói qua, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không biết Bắc Thần gia tộc làm những việc gì. Không sai, chính là cổ tộc Bắc Thần gia tộc, trăm năm trước Bắc Thần gia tộc đột nhiên biến mất, cùng biến mất còn có tất cả chế tác khôi lỗi thú cùng hồn điêu thú, chiến hồn đại lục cũng không còn tên Bắc Thần. Tô Mạch Huyên thở dài nói. Nói đến đây, Tô Mạch Huyên ngừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá cũng có người nói, Bắc Thần gia tộc khả năng phát sinh sự tình ngoài ý muốn, vì bảo tồn thế lực mà phong tộc, cũng không có biến mất, một ngày nào đó sẽ xuất hiện một lần nữa ở trên chiến hồn đại lục. Đối với Bắc Thần gia tộc, nội tâm Tô Mạch Huyên duy trì lòng kính sợ, bởi vì nàng biết cho dù là gia chủ Tô gia, cũng không thể cùng Bắc Thần gia tộc so sánh. Bắc Thần gia tộc, Bắc Thần, trong miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm, luôn cảm giác cái tên này rất quen thuộc bộ dáng, đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên, trong lòng ngưng tiếng nói, Bắc Thần Phong. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Tô cô nương, Bắc Thần gia tộc thần là cái nào thần? Có phải là thần trong tử thần? Tiêu Phàm cau mày một cái. Không phải, là thần trong tinh thần. Tô Mạch Huyên nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Bất quá thần sắc Tiêu Phàm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là nội tâm hắn liền nhấc lên kinh đào hải lãng, nghi ngờ nói tinh thần của thần. Bắc Thần Phong chẳng lẽ là cố ý đổi một chữ, hắn nguyên bản là người Bắc Thần gia tộc. Còn có Bắc Lão, khẳng định cũng là họ Bắc Thần, hơn nữa lại am hiểu hồn văn, xem ra Bắc Lão cùng Bắc Thần Phong vô cùng có khả năng chính là người của Bắc Thần gia tộc. Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, hắn nghĩ không ra là tại sao Bắc Thần gia tộc biến mất, Bắc Lão và Bắc Thần Phong tại sao xuất hiện ở Đại Ly Đế Triều. Hơn nữa cho đến nay, Tiêu Phàm còn không biết thân phận chân chính của Bắc Lão, đồng thời thực lực Bắc Lão chưa từng nhìn thấu được. Nếu như đây thực sự là hồn điêu thú, vậy chỉ ít cũng thời gian tồn tại hơn trăm năm mà không hủ bại, vật liệu phẩm giai khẳng định không thấp, cho dù là bát giai hồn điêu thú cũng đáng một cái giá trên trời. Ánh mắt Tô Mạch Huyên lại rơi vào trên đài đấu giá. Giờ phút này, giá cả đấu giá đã trải qua đạt đến 3.900 vạn thượng phẩm hồn thạch, tốc độ gia tăng mặc dù giảm bớt, nhưng vẫn không có xu thế dừng lại. 5.000 vạn. Lại một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, 5.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, đây chính là giá cả cao nhất từ lúc đấu giá hội điễn ra cho đến bây giờ, nói là giá trên trời cũng không đủ. Rất nhiều người chùn bước, 5.000 vạn mua một đầu bát giai đỉnh phong khôi lỗi thú mặc dù không tính quá đắt, nhưng cũng không phải người bình thường có thể mua được. Là thanh âm độc cô Trường Phong. Con người Tô Mạch Hàn băng lãnh, một tia sát ý lặng yên phát ra. Thần binh các sẽ không bỏ qua khôi lỗi thú, bọn hắn mua trở về, nếu như nghiên cứu triệt để, giá trị rất có khả năng không dừng lại ở một đầu khôi lỗi thú. Tô Mạch Huyên lắc đầu, lại trịnh trọng nói, sự tình ngươi cùng độc cô Trường Phong tạm thời để ở một bên, không nên hành động theo cảm tính. Hừ, dù sao hắn nhất định sẽ mua được, vậy ta liền hảo hảo chơi đùa hắn. Tô Mạch Hàn căn bản không nghe Tô Mạch Huyên nói, sờ lấy huyết sắc hình cầu trước người kia. Nói ra một đạo thanh âm, 6.000 vạn. Trên người ngươi có 6.000 vạn sao? Tô Mạch Huyên không ngờ Tô Mạch Hàn sẽ hành động theo cảm tính. Tiêu Phàm tự nhiên cũng nhìn ra, Tô Mạch Hàn cùng độc cô Trường Phong có vẻ như có mối thù không nhỏ, một tên thánh thành bát tuấn thứ 7, một tên thánh thành bát tuấn thứ 5, thực lực cũng không kém nhiều. Công tử, ta nghe nói Tô Mạch Hàn đã từng kém chút theo đuổi Lăng Băng Điệp thành công, nhưng bởi vì độc cô Trường Phong, Lăng Băng Điệp hiện tại hận Tô Mạch Hàn, cho nên. Vân Khê nhìn thấy Tiêu Phàm nghi hoặc, liền truyền âm nói. Hắn không có nói tiếp, bất quá Tiêu Phàm cũng có thể nghe hiểu, đây chính là tương đương với mối hận đoạt vợ, lấy tính cách Tô Mạch Hàn, không hận độc cô Trường Phong mới là lạ.
Cùng Tô Mạch Hàn ở chung mấy canh giờ, Tiêu Phàm đối với hắn dù sao cũng có chút nhận biết, Tô Mạch Hàn mặc dù rất hiếu thắng, nhưng bản chất vẫn chưa hỏng. Vừa nghĩ tới đoạt vợ mối hận, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía Tô Mạch Hàn lóe qua một vòng đồng tình, gia hỏa này thật đúng là một tên xui xẻo. Đúng rồi, lần trước Độc Cô Trường giật đệ đệ Độc Cô Trường Phong chết, hắn phẫn nộ cùng Tô Mạch Hàn đại chiến một trận, hai người cũng bất phân thắng bại. Vân Khê dường như lại nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu. Độc Cô Trường giật, đôi mắt Tiêu Phàm lóe lên, trực tiếp kêu ra, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại một đạo thân ảnh, thời điểm kết thúc sát phương thí luyện, hắn giết chết người kia không phải tên Độc Cô Trường giật sao? Tiêu công tử cũng nhận biết Độc Cô Trường giật, Tô Mạch Huyên ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, giải thích nói, Độc Cô Trường giật là đệ đệ Độc Cô Trường Phong, từ nhỏ đã rời khỏi Vô Song Thánh Thành. Bất quá lần trước có người đem thi thể Độc Cô Trường giật trả lại, ta nghe nói là ở tham gia sát phương thí luyện của tam đại tổ chức sát thủ, bị một người tên U Linh chém giết. Nghe thấy hai chữ U Linh, thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, nguyên bản hắn vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại hắn đã hoàn toàn khẳng định. Độc Cô Trường giật đệ đệ Độc Cô Trường Phong, không phải do Tiêu Phàm hắn giết sao? Hơn nữa còn là giết trước mặt Diêm La Phủ Vô Thường phán quan. Nếu như không phải túy ông đến, Tiêu Phàm rất có thể đã bị Vô Thường phán quan giết. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến, Độc Cô Trường giật có lai lịch lớn như vậy, lại là đệ tử Độc Cô gia tộc một trong bát đại thế gia. Thế giới này thật đúng là nhỏ. Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi thở dài, chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một tia lãnh quang. Mặc kệ có nhiều hồn thạch như vậy hay không, ta không muốn để cho thần binh các hắn chiếm được. Tô Mạch Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn căn bản không để ý khuyến cáo Tô Mạch Huyên, vừa nghe đến giọng nói của Độc Cô Trường Phong thì hắn đã vô cùng khó chịu, vô luận như thế nào đều phải làm khó Độc Cô Trường Phong. Yên tâm, nếu ngươi thiếu hồn thạch, ta sẽ cho ngươi mượn. Lúc Tô Mạch Huyên còn chuẩn bị khuyên can, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên. Tiêu Phàm, hiện tại ta nhìn ngươi rất thuận mắt. Tô Mạch Hàn đột nhiên cười ha ha. Không khỏi khen Tiêu Phàm một câu. Nhưng mà một câu kế tiếp của Tiêu Phàm lại làm cho Tô Mạch Hàn thiếu dung ngưng tụ, hào khí trong lòng giảm đi rất nhiều. Tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi mượn 30 vạn cực phẩm hồn thạch, ta chỉ còn bấy nhiêu thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, một bộ dáng ta rất nghèo. Hừ, ta tự mình tới, cho dù đập nồi bán sắt ta cũng phải chơi chết Độc Cô Trường Phong. Tô Mạch Hàn hừ lạnh một tiếng. Tự bản thân động viên một chút. Yên tâm, ta chỉ nói đùa thôi, nếu như ngươi thành công đấu giá, đáp ứng cho ta mượn mấy ngày thì ta sẽ giúp ngươi mua xuống. Tiêu Phàm còn nói thêm. Hồn thạch trên người hắn mặc dù không nhiều, cộng thêm vừa mới có được 30 vạn cũng chỉ có hơn 50 vạn cực phẩm hồn thạch mà thôi, nhưng đừng quên trên người hắn còn có bát phẩm đan dược, còn có bát phẩm chiến kỹ và công pháp. Những đồ vật này nếu như đem ra ngoài, đoán chừng sẽ để cho rất nhiều người liều mạng cướp đoạt, nhất là bát phẩm chiến kỹ và công pháp, chắc chắn có thể bán với giá trên trời. Được, ta đáp ứng ngươi. Tô Mạch Hàn cười ha ha một tiếng. Lúc này, giá của khôi lỗi thú đã đạt tới 9.000 vạn, rất hiển nhiên đối phương cũng nghe ra thanh âm Tô Mạch Hàn, cho nên căn bản không cho Tô Mạch Hàn cơ hội cướp đoạt khôi lỗi thú. Tô Mạch Huyên cau mày một cái, dư quang nhìn Tiêu Phàm vài lần. Trong lòng chậm chạp nói, Tiêu Phàm chẳng lẽ cùng Độc Cô gia tộc có thù, hắn vừa mới nhắc đến Độc Cô Trường Giật, chẳng lẽ hắn biết Độc Cô Trường Giật bị ai giết chết? Xem ra thân phận Tiêu Phàm thật đúng là không đơn giản, đám người phái đi chắc sắp trở về rồi, đến lúc đó có thể biết được hết thảy mọi. Việc của Tiêu Phàm, không thể không nói, Tô Mạch Huyên rất thông minh, trí tuệ nàng không phải người bình thường có thể so sánh, từ bên trong nhất cử nhất động của Tiêu Phàm đã đoán được rất nhiều chuyện. Tiêu Phàm đối với những việc này tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, bất quá hắn cũng không quan tâm, các đại gia tộc Vô Song Thánh Thành điều tra nội tình của hắn là rất bình thường. Nhưng, tin tức hắn tối đa cũng chỉ có thể qua tra đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nếu đến Đại Yến Vương Triều vậy không phải tốt như vậy cha. Một ước, Tô Mạch Hàn lại báo ra một cái giá, tựa như một ước thượng phẩm hồn thạch trong mắt hắn chỉ là một con số, giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị cừu hận bao phủ. Ngay cả hắn cũng không biết một ước thượng phẩm hồn thạch đại biểu cho cái gì, Tô Mạch Huyên một bên đang vừa vội vừa tức. Nhưng khi nàng nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Phàm, lại không biết nói gì, một ước thượng phẩm hồn thạch,
cho dù mua một đầu hồn điêu thú bát giai đỉnh phong cũng đã lỗ lớn rồi. Trong căn phòng số 13, một thanh niên mặc áo bào trắng thần sắc băng lãnh đứng ở trước cửa sổ, quanh thân sát khí lấp lóe, mấy người bên cạnh run lẩy bẩy, kinh khủng nhìn thanh niên kia. Thanh niên này chính là Độc Cô Trường Phong cùng Tô Mạch Hàn đấu giá, đầu hắn mang lông công quan, song mi như kiếm, hai mắt như đao, lộ ra một cỗ khí thế sắc bén. Trên khuôn mặt tuấn giật phủ đầy băng xương hung ác, có vẻ hơi dữ tợn, cùng khí chất hắn có chút không tương xứng. Tô Mạch Hàn, người rất muốn chơi phải không? Độc Cô Trường Phong một tay đặt bên trên quả câu màu đỏ, ngữ khí băng lãnh nói ra, thanh âm vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Tu sĩ phòng đấu giá nghe vậy, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, đám người cũng không nghĩ đến Độc Cô Trường Phong vậy mà trực tiếp chỉ mặt gọi tên, đây là muốn khai chiến sao? Nếu là đổi lại một người khác, bọn hắn sớm đã chửi ầm lên, dù sao nhiễu loạn trật tự đấu giá hội, làm chậm trễ thời gian của tất cả mọi người. Nhưng rất nhiều người nghe thấy cái tên Tô Mạch Hàn này liền lập tức ngậm miệng không nói, người dám cùng Tô Mạch Hàn tranh phong, bọn hắn làm sao có thể đắc tội được. Trường Phong tiểu nhi, có gan ngươi tăng thêm đi, nhìn ta làm sao chơi chết ngươi. Thanh âm Tô Mạch Hàn cười lạnh vang lên, trắng trợn khiêu khích Độc Cô Trường Phong. Một ước 2.000 vạn, lúc này, thanh âm Độc Cô Trường Phong lại vang lên, kỹ năng mắng chửi người của hắn hiển nhiên kém hơn Tô Mạch Hàn, đành phải dùng đấu giá đối lại. Một ước 3.000 vạn, Tô Mạch Hàn không chút do dự thêm 1.000 vạn, không phải ngươi muốn chơi à, dù sao Độc Cô gia tộc ngươi đối với khôi lỗi thú là tình thế bắt buộc, vậy ta còn gì phải sợ đây? Một ước 4.000 vạn, có thể rõ ràng cảm giác được ngữ khí Độc Cô Trường Phong càng ngày càng băng lãnh. Tựa như một ước 4.000 vạn đã đến cực hạn của hắn. Giờ phút này hắn hận không thể đem Tô Mạch Hàn ăn sống nuốt tươi, khôi lỗi thú đối với Độc Cô gia tộc vô cùng trọng yếu, nhưng cũng có một giới hạn nhất định. Một ước 4.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, đây là tương đương với 140 vạn cực phẩm hồn thạch, cho dù mua 2 kiện cửu phẩm hồn binh cũng đã dư rồi. Nhưng hắn rất rõ ràng, lấy tính tình của Tô Mạch Hàn khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Một ước 5.000 vạn. Quả nhiên, thanh âm Tô Mạch Hàn tiếp tục vang lên, cơ hồ không có chút do dự gì, tựa như hắn không có điểm giới hạn nào. Bên trong phòng số, Lăng Thi Thi kéo cánh tay trắng của Lăng Băng Điệp nói, nhị tỷ, hai người bọn hắn đều truy cầu ngươi, tại sao lại không có ai coi trọng ta thế? Tiểu quỷ nhà ngươi, chờ ngươi lớn lên nhất định sẽ gặp sự tình này thôi. Lăng Băng Điệp gõ đầu Lăng Thi Thi một cái. Trong con ngươi lóe qua quang mang khác thường. Chờ đợi hồi lâu, Độc Cô Trường Phong một mực không có tăng giá, Tô Mạch Hàn đột nhiên cười ha hả, Trường Phong tiểu nhi, ngươi sợ rồi sao, tiếp tục tăng đi, nói không chừng tâm tình tiểu gia tốt, liền để cho ngươi thắng đấy. Tô Mạch Hàn, Nam vực đại bỉ gặp. Độc Cô Trường Phong hồi lâu mới nói ra một câu sát khí nặng nề, toàn bộ phòng đấu giá đều có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm hắn phát ra. Yên tâm. Nam vực đại bỉ ta khẳng định đánh bại ngươi, để ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu nhận sai. Tô Mạch Hàn làm ra một bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Tiêu Phàm nhìn đến không còn gì để nói, đợi đến lúc Tô Mạch Hàn thu tay lại từ quả cầu huyết sắc, Tiêu Phàm đột nhiên nói, một ước 5.000 vạn, ngươi mua được không? Hả, Tô Mạch Hàn nghe vậy, tiếu dung trên mặt chậm rãi biến mất, một mặt mộng bức nhìn mấy người Tiêu Phàm nói, một ước 5.000 vạn. Ta vừa mới ra giá một ước 5.000 vạn, lần này đến phiên bọn Tiêu Phàm kinh ngạc, tiểu tử này không phải đến bản thân báo giá bao nhiêu cũng không biết đấy chứ. Tô Mạch Hàn vừa rồi một mực hưng phấn đã kích hắn Độc Cô Trường Phong, làm sao biết mình báo giá bao nhiêu, hắn chỉ biết mình nhất định phải ra giá nhiều hơn Độc Cô Trường Phong mới có thể vững vàng áp chế hắn. Ngươi mua được không? Thẳng đến khi Tiêu Phàm hỏi ra câu này, Tô Mạch Hàn mới hồi phục lại tinh thần. Một ước 5.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, tương đương với 150 vạn cực phẩm hồn thạch, người tự nghĩ biện pháp đi. Tô Mạch Huyên hung hăng chừng Tô Mạch Hàn một cái. Tô Mạch Hàn muốn khóc rồi, vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi không nên trêu chọc ta chứ, vừa nãy là ngươi cho ta tự tin, ta mới dám chơi hắn, chỉ cần ngươi giúp ta mua xuống, không chừng sự tình ngươi dẫm ta, ta đều sẽ bỏ qua hết, nếu không, ta lại để cho ngươi dẫm mấy cước nhé. Tiêu Phàm hoàn toàn bị Tô Mạch Hàn đánh bại, cái tên gia hỏa này ở trước mặt người ngoài rất trang bức, ở trước mặt mình lại biến thành một tên vô lại.
trên người ngươi có bao nhiêu hồn thạch? Ta chỉ có 50 vạn. Tô Mạch Hàn lấy ra một tấm hồn thạch tạp, có chút đau lòng nói. 1.500.000 thượng phẩm hồn thạch đối với Tô Mạch Hàn tới nói, đây là một con số không hề nhỏ, trước đó bị Tiêu Phàm hố 30 vạn cực phẩm hồn thạch, trên người hắn đã không còn lại bao nhiêu. 50 vạn này cơ hồ đã là tất cả tích xúc của hắn, nguyên lai chỉ muốn cùng Độc Cô Trường Phong hơn thua một phen, nào sẽ nghĩ đến đem một đầu bát giai khôi lỗi thú đấu giá lên cái giá trên trời. Má nó, đoán chừng Trường Phong tiểu nhi ở bên kia đang mừng thầm. Tô Mạch Hàn oán thầm một trận. Tôn quý khách nhân, đồ vật ngài đấu giá được đã đưa đến. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên một thanh âm nhẹ nhàng mềm mại. Vân Khê mở cửa phòng, lại là nhìn thấy một nữ thị giả mặt mỉm cười đứng ở cửa, ở sau lưng nàng còn đứng hai tên nam tử trung niên chiến đế cảnh, rất hiển nhiên là đến hộ tống khôi lỗi thú. Nhìn thấy người này, Tô Mạch Hàn lộ ra vẻ khó xử, 150 vạn cực phẩm hồn thạch hắn không lấy ra được rồi, đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Mạch Huyên và Tiêu Phàm. Tô Mạch Huyên tức giận chừng Tô Mạch Hàn một cái, cuối cùng vẫn không đành lòng nói, ta đây chỉ có 60 vạn, cái khác ngươi tự nghĩ biện pháp. Cộng thêm Tô Mạch Hàn 50 vạn, đã có 110 vạn, bất quá so với 150 vạn còn chênh lệch không nhỏ, sau đó hai người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mặt im lặng, các ngươi đều là thiên tài đại gia tộc trong tay có mấy chục vạn cực phẩm hồn thạch, ta tìm đâu ra đây? Trên người Tiêu Phàm có hơn 50 vạn cực phẩm hồn thạch, nhưng mấu chốt là một hơi xuất ra 40 vạn, trên người Tiêu Phàm hắn sẽ không còn tiền dần túi nữa, đi ra khỏi nhà, chừa chút hồn thạch trên người vẫn là chuyện nên làm. Ngẫm lại, Tiêu Phàm đưa tay lấy ra một viên đan dược màu vàng, đan hương nồng đậm lan tỏa ra. Đan hương thật nồng nặc, đây là bát phẩm đan dược. Tô Mạch Hàn trợn to hai mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đan dược trong tay Tiêu Phàm. Đây là đan dược gì, ta làm sao chưa thấy qua bao giờ. Đôi mắt Tô Mạch Huyên lấp lóe, nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Một tên tu sĩ đế triều, người bình thường tuyệt đối không lấy ra được bát phẩm đan dược, trước không nói bát phẩm luyện dược sư đế triều có hạn, mà giá trị bát phẩm đan dược cũng cực kỳ chân quý. Một gốc bát phẩm linh dược đều có giá mười mấy 20 vạn cực phẩm hồn thạch, một viên bát phẩm đan dược giá trị cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không biết một khỏa bát phẩm thối hồn đan đỉnh giai có gì 40 vạn cực phẩm hồn thạch không nhỉ? Tiêu Phàm mở miệng nói, bên trong ánh mắt tràn ngập không nỡ. Bát phẩm thối hồn đan, thú này có thể rèn luyện hồn lực cùng ý chí, đối với hắn đều có tác dụng vô cùng. Nếu như không phải trên người hắn thiếu khuyết hồn thạch, Tiêu Phàm sẽ không cầm thối hồn đan dùng để đổi 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Trong mắt tại Tiêu Phàm, giá trị thối hồn đan không phải mấy chục vạn hồn thạch có thể so sánh, chủ yếu là dược tài luyện chế thối hồn đan quá khó tìm. Bát phẩm đan dược đỉnh giai. Nghe được mấy chữ này, Tô Mạch Hàn nuốt nước miếng, trong mắt Tô Mạch Huyên cũng lóe qua một sợi tinh quang. Bát phẩm đan dược đỉnh giai, đây chỉ yếu hơn cửu phẩm đan dược thôi đó, cả tòa Vô Song Thánh Thành cũng không mấy người có thể luyện chế ra được đâu. Xin đem đan dược này cho trưởng lão thương hội xem xét. Giá trị mấy phần, hồn thạch thiếu liền dùng đan dược này bổ sung. Tiêu Phàm lấy ra một cái bình ngọc, đem thối hồn đan để vào trong đó. Cái này, nữ thị giả có chút khó khăn, không biết làm sao, việc này không phải nàng có thể quyết định. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng nàng đã sớm tìm người đến, dám lại Lăng Vân Thương hội ghi sách, không phải muốn chết sao, nhưng Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn là người không phải nàng có thể đắc tội nổi. Người đi hỏi một chút đi, tất cả trách nhiệm ta chịu. Tô Mạch Huyên tiếp nhận bình ngọc trong tay Tiêu Phàm, kín đáo đưa cho nữ thị giả, ngữ khí không cho phép phủ định, lần nữa triển lộ ra phong phạm nữ cường. Được, có Tô Mạch Huyên đảm bảo, nữ thị giả tự nhiên không do dự nữa, mang theo thối hồn đan rời đi. Không lâu, nữ thị giả mang theo thối hồn đan đi tới một gian phòng bên trong, hít sâu một hơi rồi đi vào. Đại trưởng lão. Nữ thị giả đi tới bên cạnh một hắc bào lão giả cung kính nói. Đối diện hắc bào lão giả ngồi một lão giả chừng 5-60 tuổi mặc bạch sắc vân sam, lão giả nhìn qua phong khinh vân đạm, có tư thái tiên phong đạo cốt. Hồn thạch thu hồi lại chưa? Hắc bào lão giả cũng không quay đầu lại nói ra, vừa nghĩ tới một cái khôi lỗi thú bán với ra 150 vạn,
hắn liền vui vẻ ra mặt. Không, không có. Nữ thị giả có chút khiếp đảm nói. Ân, hắc bào lão giả nghe vậy, lông mày nhíu lại, chẳng lẽ có người còn muốn ở Lăng Vân Thương hội ghi sổ hay sao? Đại trưởng lão, người đấu giá là công tử Tô Gia Tô Mạch Hàn, hắn thiếu một chút hồn thạch, để cho ta tới hỏi đại trưởng lão một chút, hồn thạch thiếu có thể dùng viên đan dược này bổ sung hay không? Nữ thị giả có chút khiếp đảm, nhưng vẫn lấy dũng khí nói hết lời. Dứt lời, liền đem bình ngọc hai tay cung kính đưa lên, ánh mắt có chút khiếp đảm. Hắc bào lão giả không có tiếp nhận bình ngọc, mà là hai mắt bé nhỏ híp lại nói, hắn còn thiếu bao nhiêu hồn thạch? 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Nữ thị giả hồi đáp. Một viên đan dược liền muốn đòi 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Coi như hắn là Tô Mạch Hàn thì như thế nào? Trong giọng nói hắc bào lão giả mang theo vài phần nộ khí. Lăng Quân huynh, có thể cho lão hủ nhìn đan dược này một chút hay không? Lúc này, lão giả bạch sắc vân sam đột nhiên mở miệng nói. Hắc bào lão giả Lăng Quân tiếp nhận bình ngọc đưa cho bạch sắc vân sam lão giả nói, Văn Hiên huynh, để ngươi chê cười rồi. Bạch sắc vân sam lão giả Sở Văn Hiên lắc đầu cười một tiếng, nói Tô Mạch Hàn dù sao cũng là thiếu chủ Tô gia, chưa chắc sẽ lừa gạt người khác. Việc này đối với thanh danh Tô gia không tốt lắm. Vừa nói, liền mở ra bình ngọc nắp bình, sau một khắc, ánh mắt Sở Văn Hiên trong nháy mắt bị đan dược trong bình ngọc hấp dẫn, con người khẽ run lên. Nhìn thấy thần sắc Sở Văn Hiên biến hóa, Lăng Quân cau mày một cái, hay cho một tên Tô Mạch Hàn, quả nhiên là cố ý lừa gạt Lăng Vân Thương hội ta. Nhưng Sở Văn Hiên lại là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú nữ thị giả nói, bọn hắn nói đây là đan dược gì. Nữ thị giả bị động tĩnh của Sở Văn Hiên làm giật mình, hồi tưởng một chút nói, vâng, hình như là bát phẩm đỉnh giai thối hồn đan. Quả nhiên là thối hồn đan, đan phương này đã thất truyền hơn ngàn năm, lại có người biết được. Trong mắt Sở Văn Hiên lóe lên một tia chấn động. Văn Hiên huynh, chẳng lẽ đan phương này? Lăng Quân cũng không được bình tĩnh, Sở Văn Hiên là bát phẩm luyện dược sư, đan dược có thể khiến cho hắn kinh ngạc như thế, có thể đơn giản sao? Giá trị đan dược này, nếu như đấu giá thì sẽ còn tăng lên nhiều. Sở Văn Hiên hít sâu một cái, sau đó nhìn về phía Lăng Quân nói, Lăng huynh, ta nguyện trả 80 vạn mua viên bát phẩm đan dược này, không biết ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Việc này, lần này đến phiên Lăng Quân kinh ngạc, 80 vạn cực phẩm hồn thạch, đây không phải số lượng nhỏ, Sở Văn Hiên chỉ vì mua một viên đan dược lại bỏ ra nhiều như thế. Bất quá nghe lời Sở Văn Hiên nói. Trong lòng Lăng Quân lại là giật mình, nói, đây là một viên bát phẩm đan dược. Không sai, hơn nữa còn là một viên bát phẩm đan dược cao giai. Sở Văn Huyền khẳng định gật đầu, hắn thân làm bát phẩm luyện dược sư, tự nhiên có thể nhìn ra đây không vẻn vẹn chỉ là bát phẩm cao cấp, mà còn là bát phẩm đỉnh cấp. Chỉ là vì mua được viên bát phẩm thối hồn đan này, hắn cố ý hạ một cấp, dù sao, đừng nhìn chỉ là một tiểu phẩm cấp, nhưng giá trị lại chênh lệch rất lớn. Ngừng lại, Lăng Quân lại nói, Văn Hiên huynh, có thể nói cho ta biết cái này đan dược có tác dụng gì hay không? Đan dược có thể làm cho bát phẩm luyện dược sư Sở Văn Hiên để ý như vậy, làm sao có thể đơn giản đây? Lăng Quân mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng là hắn là một tên thương nhân, liếc mắt liền nhìn ra cơ hội buôn bán trong đó, bát phẩm cao cấp liền giá trị 80 vạn, nếu như là đỉnh cấp, cái kia há không phải muốn hơn 100 vạn. Phải biết bát phẩm đan dược cao cấp bình thường, giá chỉ chừng 20-30 vạn cực phẩm hồn thạch mà thôi. Nhìn thấy Sở Văn Hiên có chút do dự, Lăng Quân lại nói, chỉ cần Văn Hiên huynh nói cho ta biết, viên thuốc này liền bán cho Văn Hiên huynh, có được không? Được. Sở Văn Hiên gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Trong lòng Lăng Quân thầm mắng lão hồ ly, bất quá trong lòng hắn đã có dự định riêng, nếu Tô Mạch Hàn có thể có được viên thứ nhất. Làm sao không thể có viên thứ hai đây? Qua một lúc tìm Tô Mạch Hàn lại mua một viên là được. Sau đó Sở Văn Hiên đem tác dụng thối hồn đan nói đơn giản một lần, trong lòng Lăng Quân cực kỳ rung động, nhưng mặt ngoài lại bảo trì bình tĩnh. Có thể rèn luyện hồn lực cùng ý chí, cái kia há không phải có thể trợ giúp tu sĩ đột phá chiến đế cảnh. Nếu như thối hồn đan sản xuất hàng loạt, đến thời điểm lại diễn sinh ra một chút thối hồn đan cùng thối hồn dịch phẩm cấp thấp, há không phải có thể vang dội chiến hồn đại lục, kiếm về một khoản tiền lớn. Nghĩ vậy, trên mặt Lăng Quân cũng lộ ra nụ cười tươi như hoa. Lăng Quân huynh,
lão hủ còn có chút việc, vậy trước tiên cáo từ. Đột nhiên, Sở Văn Hiên đứng dậy nói ra, hắn hiện tại ước gì lập tức trở về, triệu tập người luyện dược sư công hội cùng Sở gia hảo hảo nghiên cứu một chút viên thối hồn đan này. Mà Lăng Quân cũng mong Sở Văn Hiên nhanh chóng rời đi, hắn còn muốn lập tức đi tìm Tô Mạch Hàn mua viên thối hồn đan thứ hai. Đưa tiễn Sở Văn Hiên, Lăng Quân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía nữ thị giả một bên không dám nói chuyện, hỏi thối hồn đan này, người xác thực nhất định là của Tô Mạch Hàn. Lăng Quân ngữ khí hiền lành hơn rất nhiều, Sở Văn Hiên dùng 80 vạn mua đi thối hồn đan, lại tăng thêm Tô Mạch Hàn đưa 110 vạn, đã vượt qua giá 40 vạn, 40 vạn cực phẩm hồn thạch này khả năng sẽ rơi vào túi tiền của hắn. 40 vạn cực phẩm hồn thạch, dù là đối với một tên đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội mà nói cũng là một con số không nhỏ. Không phải Tô Mạch Hàn, là một người khác đi cùng Tô Mạch Hàn. Nữ thị giả vội vàng giải thích nói. Một người khác, người có nhận biết người kia không? Thôi, người theo ta đi qua, vừa đi vừa nói. Lăng Quân hơi kinh ngạc, cũng không lo được nữ thị giả trả lời, liền đứng dậy hướng căn phòng số 18 đi đến. Bên trong phòng số 18, bọn Tiêu Phàm chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy nữ thị giả đến. Tô Mạch Hàn không khỏi có chút khó chịu, mẹ kiếp, Lăng Vân Thương Hội làm việc thế nào vậy, không biết khách hàng là thượng đế à? Dám để bản công tử ngồi chờ ở chỗ này, ta cũng phải nhìn xem rốt cuộc là có mặt mũi lớn như thế. Tô Mạch Hàn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng là một tên thiếu gia ăn chơi, bình thường được người ta hầu hạ quen rồi, làm sao có thể chịu thiệt thòi được. Tô Đại Công Tử, làm ngài đợi lâu rồi. Cũng đúng lúc này, Lăng Quân dưới sự hướng dẫn của nữ thị giả vội vàng đuổi tới, người chưa đến, thanh âm đã tới trước. Nguyên lai là đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội. Hèn gì kiêu ngạo như vậy, muốn để bản công tử tự mình đến tìm ngươi à? Tô Mạch Hàn nhìn Lăng Quân vừa mới chạy tới, châm chọc khiêu khích nói. Không dám, không dám. Lăng Quân vội vàng chắp tay nói đùa cái gì, hắn nói đến cùng cũng chỉ là đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội, nói không dễ nghe, chính là một con chó của Sở gia thần dược các mà thôi. Giống Tô Kỳ Long kia cũng đồng dạng là trưởng lão Liệp Hồn Sư Công Hội. Cuối cùng không phải là bị Tô Mạch Huyên trực tiếp làm thịt sao? Thân phận địa vị hắn cùng Tô Kỳ Long không kém bao nhiêu, nhưng Tô Mạch Hàn thì khác biệt, hắn chính là thiếu gia Tô gia, Tô gia lại cùng Sở gia bình khởi bình tọa, không phải hắn có thể đắc tội được. Còn không đem khôi lỗi thú đưa cho Tô công tử. Lăng Quân nhìn hai hạ nhân bảo hộ khôi lỗi thú bên cạnh quát, sau đó lại nói, Tô công tử, cái viên đan dược kia có thể tính 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Vừa nói, còn vừa dùng ánh mắt đánh giá Tiêu Phàm và Vân Khê, trong lòng mãnh kinh, chẳng lẽ hắn chính là người làm Vân Khê thần phục, Tiêu Phàm. Xem ngươi còn thức thời, Tô Mạch Hàn hừ lạnh một tiếng nói, nhìn thấy khôi lỗi thú bày ra trong phòng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút uy lực của khôi lỗi thú. Bất quá, khi hắn chuẩn bị đi trong phòng, lại là phát hiện Lăng Quân căn bản không có ý tứ rời đi, Tô Mạch Hàn lập tức hơi không kiên nhẫn nói. Làm sao, còn muốn ta mời ngươi đi sao? Tô công tử, tại hạ có thể dùng 40 vạn cực phẩm hồn thạch mua một viên đan dược lúc nãy không? Lăng Quân xấu hổ cười nói. Tô Mạch Hàn không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, vừa rồi là một viên cuối cùng. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm thì cười lạnh, một viên bát phẩm thối hồn đan đỉnh giai không chỉ có giá 40 vạn cực phẩm hồn thạch thôi sao, hồn thạch còn lại đã bị lão bất tử này tham ô hết. Muốn bán thêm một viên, Tiêu Phàm cũng không có ngốc như vậy. Nghe rồi chứ, đan dược đã hết rồi, người có thể đi. Tô Mạch Hàn trực tiếp bắt đầu đuổi người. Lăng Quân làm sao từ bỏ dễ như thế, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, vị tiểu hữu này, đan dược không có, có thể đem đan phương bán cho Lăng Vân Thương Hội không? Lăng Vân Thương Hội ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thiệt thòi. À, vậy ngươi chuẩn bị ra cái giá gì? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Lăng Quân nói. 100 vạn, Lăng Vân Thương Hội ra 100 vạn cực phẩm hồn thạch để mua. Lăng Quân cắn răng nói, tựa như làm ra quyết định này, chính là đã xẻo hết thịt trên người hắn. 100 vạn cực phẩm hồn thạch, thật đúng là CMN cao mà. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, nếu như không phải xem lão đầu này cùng Lăng Phong đều là người Lăng gia, Tiêu Phàm đã sớm cho hắn một ngụm nước bọt rồi. 100 vạn cực phẩm hồn thạch liền muốn mua bát phẩm đan phương, người tưởng ta bị ngu à?
Tô Mạch Hàn lại một mặt hâm mộ nhìn Tiêu Phàm, 100 vạn cực phẩm hồn thạch với hắn mà nói đã là con số khổng lồ rồi. Nhưng Tô Mạch Huyên lại cười lạnh không thôi, nếu như người bình thường, có lẽ thật đã đáp ứng rồi. 120 vạn, đây đã là ta cực hạn. Lăng Quân tiếp tục nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ tự tin nói, ngươi một cái kẻ ngoại lai mà thôi, 120 vạn cực phẩm hồn thạch đã đủ để ngươi đột phá đến chiến đế đỉnh phong, đoán chừng hận không thể lập tức đáp ứng đi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Lăng Quân, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tên ngu dốt vậy. Được rồi, nể mặt Tô công tử cùng Tô tiểu thư, lại tăng thêm 20 vạn, như thế nào? Nhìn thấy biểu lộ Tiêu Phàm, Lăng Quân còn tưởng rằng Tiêu Phàm thập phần vui vẻ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng lại thêm 20 vạn. Không thể không Lăng Quân nói chuyện rất có trình độ, hắn tăng thêm 20 vạn cực phẩm hồn thạch đã có thể mua một cái bát phẩm đan phương thất truyền ngàn năm, lại có thể lừa nhân tình của Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên, cơ hội dạng này cớ sao không làm đây? Nhưng mà sau một khắc, nghe thấy lời nói Tiêu Phàm, thần sắc Lăng Quân trong nháy mắt lạnh lẽo. Người bị ngu sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu, mặt coi thường nhìn Lăng Quân. Lời này vừa nói ra, Vân Khê, Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng một mặt mộng bức nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nào ngờ đến Tiêu Phàm dám mở miệng mắng Lăng Quân. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Quân vô cùng phẫn nộ, dù là Tô gia tỷ đệ đứng ở một bên, hắn cũng không còn để ý tới. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm chỉ là một kẻ ngoại lai nho nhỏ, mà hắn là đại trưởng lão Lăng Vân Thương hội cao cao tại thượng, Tiêu Phàm vậy mà ngay trước Tô gia tỷ đệ mặt mắng hắn, điều này bảo hắn làm sao không giận. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Cảm nhận được băng lãnh chi ý trên người Lăng Quân, Tiêu Phàm căn bản bất phi sở động, sau đó gần từng chữ một, ngươi bị ngu sao? Tô gia tỷ đệ trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, nhất thời không biết vì sao, mà Vân Khê lại vội vàng đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm, làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Trong phòng, Tiểu Kim một mực đang ngủ cũng chậm chậm đứng dậy, hướng về cửa ra vào đi tới. Danh con, ngươi dám mắng ta? Lăng Quân nhè răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, trên người tỏa ra khí thế đáng sợ. Lão bất tử, xem ra ngươi thật đúng là không có lòng tự trọng, mắng ngươi một lần còn chưa đủ, quả thực còn muốn ta mắng lần thứ hai. Tiêu Phàm nhè răng cười một tiếng. Đan phương bát phẩm thối hồn đan đâu chỉ giá trị 100 vạn, dù là hơn ngàn vạn cũng có người mua, lão bất tử này vậy mà cầm 100 vạn đến nhục nhã hắn, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Không phải khi dễ Tiêu Phàm hắn chỉ là một kẻ ngoại lai sao? Hắn còn tính áp chế lửa giận, dù sao nơi này là Lăng Vân Thương hội, bằng không đã sớm để Lăng Quân xéo đi. Tốt, 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 Lăng Quân nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám mắng ta, dù là gia chủ cũng chưa từng mắng ta, ngươi thật lớn mật. Ngươi mới thật lớn mật, ở trước mặt ta phóng thích sát ý, ngươi ngay cả ta đều muốn giết sao. Sắc mặt Tô Mạch Hàn âm trầm, trước tiên đứng ở trước người Tiêu Phàm, hắn cũng không biết bản thân vì sao lại nói chuyện thay Tiêu Phàm. Vào một canh giờ trước, hắn vẫn ước gì Tiêu Phàm chết, nhưng mà trong vòng một canh giờ, hắn lại biến thành người bảo vệ Tiêu Phàm. Tô công tử, việc này không liên quan đến ngươi. Lăng Quân lùi ra phía sau mấy bước, hắn cũng không dám động sát ý đối với Tô Mạch Hàn, trừ phi hắn không muốn sống. Nhưng một tên Tiêu Phàm, hắn căn bản không để trong lòng, dù hắn có thể đánh bại Tô Kỳ Long thì có làm sao, thực lực hắn so với Tô Kỳ Long không hề yếu hơn. Tiêu Phàm cho dù thế nào cũng chỉ là một chiến đế cảnh sơ kỳ, có thể lợi hại đến mức nào. Danh con, hôm nay ngươi trốn ở phía sau Tô công tử, ta không làm gì được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi Lăng Vân Thương hội, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lăng Quân chỉ Tiêu Phàm hét giận dữ nói. Tô Mạch Hàn cau mày một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng mà Tiêu Phàm lại là đẩy hắn ra, cười lạnh nhìn Lăng Quân nói, ta hiện tại liền rời khỏi Lăng Vân Thương hội, ngươi làm khó dễ được ta sao? Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tô gia tỷ đệ nói, việc này là việc của ta, không cần các ngươi quản. Được, tiểu tử, ngươi có gan, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lăng Quân lạnh lùng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được, trong lòng trầm ngâm nói, chỉ cần giết chết hắn, hồn giới trên người hắn chính là của ta, đoán chừng trên người hắn không chỉ có đan phương bát phẩm thối hồn đan, còn có nhiều bảo bối hơn nữa.
Kỳ thật, Lăng Quân ngay từ đầu đã đánh chủ ý này, không nghĩ tới Tiêu Phàm còn phối hợp với hắn như vậy, trong lòng hắn đã cười như điên. Chỉ cần được đan phương bát phẩm thối hồn đan, cùng bảo bối trên người Tiêu Phàm, địa vị hắn tại Sở gia đoán chừng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Để lại một câu nói, Lăng Quân liền ra ngoài, nơi này động tĩnh to lớn, cũng hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, bên cạnh có mấy người từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Lăng Quân rời đi, Tiêu Phàm lại nhìn về phía hồn điêu thú trong phòng nói, Tô Mạch Hàn, nhớ chuyện khi nãy đáp ứng ta không? Tô Mạch Hàn một mặt không hiểu nhìn Tiêu Phàm, ngược lại Tô Mạch Huyên trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trước đó Tiêu Phàm đã nói, nếu như giúp hắn mua hồn điêu thú này, thì hắn sẽ mượn mấy ngày. Ngươi cầm đi là được. Tô Mạch Huyên không chút do dự nói. Tiêu Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hồn điêu thú lóe qua một tia tinh quang, đưa tay vung lên, hồn điêu thú trong phòng liền trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm thu nhập vào bên trong hồn giới, sau đó mang theo Tiểu Kim, Vân Khê đi ra khỏi Lăng Vân Thương Hội. Thực lực Tiêu Phàm mặc dù có thể so với chiến đế đỉnh phong bình thường, nhưng chưa chắc là đối thủ Cẩu Lăng Quân. Dù sao Lăng Quân ở bên trong chiến đế cảnh đỉnh phong cũng được coi là cường giả. Tô Mạch Huyên nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Không đúng, hắn tự tin như vậy nhất định là có thứ ỷ vào, hắn ỷ vào chẳng lẽ là hồn điêu thú kia. Tô Mạch Huyên trong nháy mắt lại nghĩ tới cái gì, quay người liền hướng bên ngoài đấu giá hội chạy đi. Tỷ, chờ ta với. Tô Mạch Hàn làm sao bỏ lỡ dạng sự tình này, hắn không chút do dự cùng đi theo. Cũng đúng lúc này, trên đường phố phồn hoa vô song Thánh Thành Hạ Trọng Thiên có hai đạo bóng người đang đi tới. Một người mặc trang phục màu đen, là một thanh niên nhìn qua gọn gàng, trên người hắn tản ra một cỗ huyết tinh chi khí như ẩn như hiện, tựa như thể nội ẩn núp một đầu hồng hoang mãnh thú. Mà một người khác lại mặc áo bào đen rộng rãi che kín người, cả đầu đều bao phủ ở bên trong, thấy không rõ chân dung, bất quá có thể cảm nhận được khí tức u sâm trên người hắn, giống như tử thần lâm thế. Lang ca, vô song thánh thành này có vẻ như cũng không được tốt lắm, so với người nói kém rất nhiều, thực lực tu sĩ cũng chỉ hơi cường đại một chút. Người mặc người áo bào đen rộng rãi nói ra, thanh âm cực kỳ có tử tính. Nơi này chỉ là Hạ Trọng Thiên mà thôi. Thanh niên hắc y ngẩng đầu nhìn phù đảo phía trên, chỗ sâu con ngươi lóe qua sát mang lạnh như băng. Sau đó trên mặt lại lộ ra một tia than thở cùng thương cảm, chỉ là thoáng qua một thôi. Người khác căn bản không nhìn thấy. Huyết lâu cũng không tìm được, huyết huynh đem chúng ta đưa vào vô song thánh thành, vẻn vẹn nhắc nhở chúng ta vài câu liền rời đi, vô tâm quá mà. Người áo bào đen rộng rãi thở dài, muốn tìm tới công tử, đoán chừng càng thêm khó khăn. Huyết vô tuyệt không phải nói rồi à, công tử là tới tham gia Nam vực đại bỉ, hiện tại Nam vực đại bỉ còn chưa bắt đầu, khẳng định còn ở chiến hồn điện. Thanh niên hắc sắc trang phục thu liễm tâm thần, con người lại khôi phục bình tĩnh. Vậy cũng chưa chắc, ta kỹ công tử cùng Lăng Vân Thương Hội như có một ít liên quan. Hắc y nhân áo bào rộng nói ra, trong đầu hồi tưởng lại một ít hình ảnh. Vậy thì từ từ tìm đi, nơi này ta quen thuộc. Thanh niên cười cười nói. Ngươi quen thuộc, Lang ca, ngươi làm sao quen thuộc vô song thánh thành. Hắc y nhân áo bào rộng kinh ngạc nói. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía bên cạnh lại là phát hiện thanh niên kia đã đi khá xa. Bên ngoài Lăng Vân Thương Hội, Lăng Quân đứng phía trên quảng trường, chắp tay, mặt lạnh như băng nhìn cửa đại điện Lăng Vân Thương Hội, nơi đó đang đứng một thân ảnh, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Tu sĩ bốn phía thấy cảnh này, nhao nhao ngừng thân hình, đứng ở đằng xa quan sát. Đây là chuẩn bị đánh nhau sao? Người kia hình như là đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội Lăng Quân. Ta may mắn gặp qua một mặt, bộ dáng hắn tựa như đang nổi giận. Tiểu tử đối diện kia thảm rồi, vậy mà đắc tội đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội Lăng Quân, có thể trở thành đại trưởng lão Thương Hội, làm sao thực lực cũng phải là chiến đế đỉnh phong đó. Người kia tựa như là Tiêu Phàm, vài ngày trước vừa mới giết đến tận Liệp Hồn Sư Công Hội, hiện tại lại chuẩn bị cùng đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội khai chiến, hắn cũng quá không an phận rồi. Ngươi không có nghe nói sao? Có người đặt cho Tiêu Phàm không ít ngoại hiệu, cái gì Tiêu Ma Vương, Tiêu Phong Tử tên điên, trong đó còn có một cái tên là Tiêu Tai Họa, hắn đi tới chỗ nào, liền tai họa ập tới chỗ đó. Đám người bốn phía nghị luận ầm ĩ,
tất cả ánh mắt đều bị Tiêu Phàm cùng Lăng Quân hấp dẫn. Tiểu tử, người quả nhiên can đảm. Lăng Quân nhe răng cười một tiếng, hắn đã nôn nóng không kịp chờ đợi giết chết Tiêu Phàm, lấy được đan phương thối hồn đan. Lão bất tử, chớ nói nhảm nhiều như vậy, cút tới nhận lấy cái chết. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, trên người Lăng Quân bộc phát ra khí càng thêm hung mãnh, như là giang hà hướng về bốn phía mãnh tản ra, quanh thân hắn càng là bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Bạch sắc hỏa diễm không có bất kỳ nhiệt độ gì, nhưng lại đáng sợ đến cực điểm, tựa như hư không đều bị đốt cháy. Bốn phía tu sĩ thấy thế liền nhao nhao lui lại, sợ tai bay vạ gió. Thiên địa chi lực hỏa thuộc tính, Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm tại trước mặt thiên địa chi lực không có lực phản kháng, nhưng sau khi biết kiếm văn có thể ngăn cản thiên địa chi lực, đối mặt chiến đế đỉnh phong, hắn cũng không còn cảm thấy đáng sợ như vậy. Hiện tại rốt cục sợ hãi rồi. Lăng Quân lạnh lùng cười một tiếng, ta hảo tâm dùng 100 vạn cực phẩm hồn thạch mua đan phương của ngươi, nhưng ngươi nhục nhã ta, cho dù giết ngươi, ngươi cũng không thể nói gì. Tiểu tử này vậy mà không biết điều như thế, 100 vạn cực phẩm hồn thạch mua một cái đan phương cũng không bán thì thôi, còn dám nhục nhã Lăng trưởng lão. Người như vậy đáng chết, khó trách lửa giận Lăng trưởng lão lớn như vậy, nếu là đổi lại là ta, trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Cho dù hắn có thể so với Thánh Thành Bát Tuấn thì sao, tại trước mặt chiến đế đỉnh phong chân chính vẫn chỉ là một con run dế, không chịu nổi một kích. Đám người nghe vậy. Phần lớn người cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều người càng là lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Nhục nhã ngươi, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, 100 vạn cực phẩm hồn thạch liền muốn mua đan phương bát phẩm thối hồn đan, đây là ngươi đang nhục nhã ta. Chỉ là Tiêu Phàm căn bản lười nhác giải thích, lách mình liền đánh tới Lăng Quân, cái thế giới này, nắm đấm chính là đạo lý cứng rắn, giải thích quá nhiều căn bản không bất kỳ công dụng nào. Tại trong mắt đám người, Lăng Quân là cường giả, cho nên hắn nói chuyện có đạo lý, chính là lời lẽ chí lý. Cho dù Tiêu Phàm không ngừng giải thích, cũng không có ai nghe, bất quá, lấy tính cách Tiêu Phàm cũng lười đi giải thích, cùng một đám người xa lạ giải thích có ý nghĩa gì đây? Hừ! Lăng Quân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, hiện tại hắn đứng ở điểm cao đạo đức, có nhiều người làm chứng cho hắn như vậy, cho dù giết Tiêu Phàm, Tô gia tỷ đệ cũng không thể nói cái gì. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám chủ động xuất thủ, thật sự cho rằng may mắn chiến thắng mấy tên thiên tài, liền không ai bì nổi sao. Phần thiên trưởng, không gian ba động một cái, thanh âm Lăng Quân đột nhiên biến mất tại chỗ, một cỗ hỏa diễm lực lượng xé rách hư không tại trước người Tiêu Phàm hiện ra, ngay sau đó một cỗ khí thức nóng rực đập vào mặt. Giết, Tiêu Phàm nói ra một chữ, Tu La kiếm rung động trong nháy mắt biến thành huyết sắc chém ra. Huyết sắc quang mang đáng sợ che khuất bầu trời, làm người ta không mở hai mắt ra được. Một cỗ khí tức khắc nghiệt, huyết tinh, cuồng bạo quét sạch tứ phương, Tu La kiếm gần đây hấp thu không ít máu của cường giả chiến đế cảnh, hơn nữa Tiêu Phàm còn dung nhập kiếm văn vào bên trong huyết sát. Uy lực một kiếm này tuyệt đối không kém gì chiến kỹ bát giai đỉnh cấp, dù là chiến đế đỉnh phong cũng có thể chém giết. Sát phạt chi lực thật đáng sợ, trong lòng đám người bỗng nhiên rung động một cái. Tất cả đều bị uy thế huyết sát chấn nhiếp. Phốc phốc, hỏa diễm trường cương dưới một kiếm của Tiêu Phàm liền trực tiếp vỡ ra, trình độ sắc bén của Tu La kiếm vượt qua Lăng Quân dự kiến, nhìn tốc độ kiếm khí màu đỏ không yếu đi, trong lòng Lăng Quân run lên. Người vậy mà nắm giữ cửu phẩm hồn binh, Lăng Quân cả kinh quát một tiếng, cấp tốc hướng một bên né tránh, có thể tùy tiện chém nứt bát phẩm chiến kỹ phần thiên trường, cũng chỉ có cửu phẩm hồn binh. Khó trách hắn khinh thường đãng thiên kiếm, nguyên lai kiếm của hắn lại là cửu phẩm hồn binh. Trong lòng Tô Mạch Huyên cũng khá là kinh ngạc, cũng càng thêm hoài nghi thân phận Tiêu Phàm. Một kẻ ngoại lai phổ thông có thể xuất ra bát phẩm đan dược đỉnh cấp, có thể có được cửu phẩm hồn binh sao? Hiển nhiên không thể, chỉ ít Tô Mạch Huyên hoàn toàn cho là không có khả năng. Hỏa Long Quyền, không thể không nói Lăng Quân không hổ là cường giả chiến đế tối đỉnh, tốc độ của hắn rất nhanh. Tránh thoát một kiếm huyết sát, lại từ nghiêng người xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, lần này một cái bá đạo trưởng cương quét ngang đánh tới. Trưởng cương to như một căn phòng, tựa như đem hư không đều cho chấn bể, rung động ầm ầm, thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Cho dù không phải cửu phẩm hồn binh, giết người cũng dễ như trở bàn tay.
Bước chân Tiêu Phàm hung hăng đạp mạnh, không lùi mà tiến, da rẻ hắn phóng ra lực lượng màu vàng. Cùng lúc đó, Tu La huyết mạch bắt đầu sôi trào lên, một cỗ cuồng bạo chi khí không thể địch nổi từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra. Tốc độ sử dụng kiếm nếu không bằng ngươi, vậy liền dứt khoát dùng nhục thân cứng đối cứng, bất diệt kim thân đại thành, sức mạnh thân thể không thể yếu hơn so với chiến đế đỉnh phong. Nhìn kỹ, bên trong quyền cương của Tiêu Phàm còn có từng đạo sương mù màu đen thoáng hiện, ngưng kết thành một đạo kết giới, đó là hồn văn Tiêu Phàm dùng hồn lực ngưng tụ. Chiến đế đỉnh phong, tứ trọng ý chí có thể thi triển một tia thiên địa chi lực, nếu như cứng đối cứng, Tiêu Phàm không thể nào là đối thủ, dù sao, nhân lực làm sao có thể cùng thiên địa chi lực tranh phong. Bất quá, Tiêu Phàm nắm giữ hồn văn, hắn có thể tùy tiện thi triển kiếm văn, lấy lực lĩnh ngộ đem kiếm văn đổi thành quyền văn cũng không phải sự tình phiền phức gì. Dám cùng nhục thân ta va chạm, kiến càng há có thể lay đại thụ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không tránh không lùi, còn muốn cùng mình cứng đối cứng, Lăng Quân lập tức cười như điên. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, thời khắc sắp đụng vào Lăng Quân, quanh thân trong nháy mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, hắn không chút do dự dẫn ra lực lượng vô tận chiến hồn. Oanh, tiếng nổ khủng bố vang vang lên, nắm đấm hai người kịch liệt đâm vào cùng một chỗ, bạch sắc hỏa diễm một làn sóng sau mạnh hơn làn sóng trước, mãnh liệt tứ phương, gió lửa phần phật. Vậy mà cản được, đám người con ngươi co rụt lại. Xuyên qua hỏa diễm lờ mờ còn có thể nhìn thấy thân ảnh Tiêu Phàm cùng Lăng Quân, hai người đang giằng co tại cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Khó trách ngươi có thể một trường đẩy lui Tô Kỳ Long, nguyên lai ngươi cũng lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Trên mặt Lăng Quân lóe qua kiêng kỵ cùng vẻ kinh hãi nồng đậm. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình tĩnh, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, bất quá, ngươi vẫn quá xem thường chiến đế đỉnh phong. Vừa dứt lời, phía sau Lăng Quân đột nhiên hiện lên một đạo hư ảnh hắc sắc to lớn, phe phẩy đôi cánh cực đại, bao phủ xung quanh 10 trượng, toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm. Nó có 3 con mắt, tất cả đều hiện lên huyết sắc, tản ra một loại quang mang tà dị, rất hiển nhiên, đây là chiến hồn của Lăng Quân, chính là bát phẩm tà nhãn hỏa loan. Lúc tà nhãn hỏa loan xuất hiện, toàn thân đám người phát lạnh, hắc sắc hỏa diễm kia càng dọa đám người lạnh run. Vậy sao? Mà Tiêu Phàm lại là chẳng thèm ngó tới, ngược lại khóe miệng cong thành một vòng cung quỷ dị. Sau một khắc, U Linh chiến hồn nổi lên, như là một tấm lưới, hướng về bốn phương tám phía bao phủ, che khuất trên trăm trượng xung quanh, đám người đã không nhìn thấy diễn biến bên trong. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể bức ta sử dụng lực lượng hồn điêu thú, hiện tại nhìn đến, ta vẫn đánh giá cao ngươi rồi. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Lăng Quân, giống như nhìn một người chết. Trong lòng lại bổ sung một câu, vừa vặn thí nghiệm năng lực tỏa hồn châu một chút. Tỏa hồn, quát nhẹ một tiếng, Tiêu Phàm dẫn ra lấy tỏa hồn châu, chỉ một thoáng, một cỗ ba động huyền diệu từ trên U Linh chiến hồn tràn ngập tản ra. Tiêu Phàm, ngươi làm gì ta? Chiến hồn của ta làm sao không động được? Đã làm gì ngươi? Qua một lúc ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười tà tà, dọa cho toàn thân Lăng Quân run rẩy. U Linh chiến hồn không ngừng biến hóa, hướng về tà nhãn hỏa loan thẩm thấu đến, sau đó có thể rõ ràng nhìn thấy chiến hồn bát phẩm tà nhãn hỏa loan đang thu nhỏ lại. Mà khí tức trên người U Linh chiến hồn lại càng ngày càng hùng hậu, tựa như tất cả hồn lực tà nhãn hỏa loan đều bị U Linh chiến hồn thôn phệ. Bên trong quá trình này, Lăng Quân không ngừng giãy giụa, không ngừng gầm thét nhưng vẫn không thể làm gì, hắn muốn triệu hồi tà nhãn hỏa loan về lại cơ thể. Làm hắn tuyệt vọng là tà nhãn hỏa loan tựa như không phải của hắn nữa, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được hồn lực tà nhãn hỏa loan đang trôi qua. Tiêu Phàm, van cầu ngươi tha cho ta không nên tham lam đan phương của ngươi, ta đáng chết. Ta đáng chết, Lăng Quân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, sau đó hai tay không ngừng tát vào lên trên mặt mình. Mấy tức trước đó, tu sĩ bởi bên ngoài vì nhìn không thấy thân ảnh Tiêu Phàm và Lăng Quân. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chẳng ai ngờ rằng một tên tu sĩ chiến đế sơ kỳ có thể cùng chiến đế đỉnh phong giằng co một chỗ. Tên Tiêu Phàm kia thật đúng là có chút năng lực, lại có thể địch lại với chiến đế đỉnh phong, đoán chừng đã siêu việt Thánh Thành Bát Tuấn rồi. Làm sao có thể siêu việt Thánh Thành Bát Tuấn? Thánh Thành Bát Tuấn cho dù phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng được coi là thiên tài, Tiêu Phàm sở dĩ mạnh đoán chừng là có một vài thủ đoạn đặc thù mà thôi.
Không sai, trong thế giới này có rất nhiều thủ đoạn đáng sợ, có thể ngàn dặm giết người không lưu dấu vết, Thánh Thành Bát Tuấn nếu như liều mạng mà nói, người nào không thể cùng chiến đế đỉnh phong chiến một trận. Tiêu Phàm cho dù chết cũng là do gieo gió gặt bão, Lăng trưởng lão hảo tâm mua đan phương của hắn, hắn lại không biết điều, chết cũng đáng. Đám người hết sức tò mò nhìn Tiêu Phàm cùng Lăng Quân chiến đấu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trí thiên mạc màu đen kia, bọn hắn phần lớn đều không coi trọng Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một trận tiếng gầm, Tiêu Phàm, van cầu ngươi tha ta không nên tham lam đan phương của ngươi, ta đáng chết. Ta đáng chết, thanh âm rất lớn, vang vọng hư không, những tu sĩ vừa mới đó còn cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, tất cả đều hít một hơi lạnh. Cảm giác bị người hung hăng phiến một bàn tay, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi không phải nói, ngươi dùng 100 vạn mua đan phương của ta là hảo tâm sao? Ngươi nói ta nhục nhã ngươi, 100 vạn liền muốn mua bát phẩm đan phương, không phải ngươi đang nhục nhã ta sao? Ngươi không phải nói muốn để ta sống không bằng chết sao? Hiện tại ta đứng tại đây, ngươi cho ta sống không bằng chết đi. Thanh âm Tiêu Phàm cũng vang lên. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng trong giọng nói Tiêu Phàm, đám người không khỏi lạnh run, Tiêu Phàm bắt đầu nổi điên quả thật vô cùng đáng sợ. Lại là bát phẩm đan phương, Lăng Quân thật đúng là đáng hận, 100 vạn liền muốn mua bát phẩm đan phương, chúng ta thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt. Khó trách Tiêu Phàm không bán cho hắn, 100 vạn cực phẩm hồn thạch mà thôi, dù là ta cũng sẽ không đem bát phẩm đan phương bán cho hắn quả thực là đang trắng trợn cướp đoạt. Ta nhớ đấu giá hội vào 2 năm trước, một cái bát phẩm trung cấp đan phương liền đánh ra hơn 400 vạn cực phẩm hồn thạch, cuối cùng bị Sở gia mua đi. Giờ khắc này, phần lớn người đều đứng trên lập trường Tiêu Phàm, mặc dù không dám trắng trợn nhục mạ Lăng Quân, nhưng trong lòng sớm đã đem 18 đời tổ tông hắn ân cần thăm hỏi 1000 lần. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Lăng Quân lần nữa truyền ra, đem tiếng nghị luận của đám người áp chế xuống. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng được Lăng Quân giờ phút này phải chịu thống khổ như thế nào. Dần dần thanh âm kia biến mất, rất hiển nhiên vừa rồi là Tiêu Phàm cố ý để đám người bốn phía nghe được. Bên trong hắc sắc thiên mạc, U Linh chiến hồn điên cuồng cắn nuốt hồn lực tà nhãn hỏa loan, theo hồn lực biến mất, Lăng Quân gần như tuyệt vọng. Nếu như có thể dẫn ra tà nhãn hỏa loan, hắn còn có thể bộc phát ra uy lực con mắt thứ ba của tà nhãn hỏa loan, cho Tiêu Phàm nhất kích tất sát. Nhưng hiện tại, tà nhãn hỏa loan đã hoàn toàn mất đi liên hệ với hắn, đừng nói đến cái gì mà thi triển uy lực. Năng lực của tòa hồn châu này chỉ cần thực lực không chênh lệch quá lớn, đối thủ cũng đừng hòng ở trước mặt ta sử dụng lực lượng chiến hồn. Tiêu Phàm cười lạnh, tòa hồn châu đúng như cái tên của nó, nắm giữ năng lực khóa lại chiến hồn, trong vòng mấy tức đối phương căn bản không thể động đậy. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một bộ phận năng lực, tại bên trong hồn hải Tiêu Phàm. Xung quanh vị trí tỏa hồn châu đã hiện lên hư ảnh một đầu tà nhãn hỏa loan to lớn. Tỏa hồn châu không chỉ có khóa lại chiến hồn của Lăng Quân, mà còn đem chiến hồn của hắn thôn phệ, hơn nữa Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm giác mình có thể điều động một tia lực lượng của tà nhãn hỏa loan. Cộng thêm năng lực thôn phệ và biến ảo của U Linh chiến hồn, có thể nói Tiêu Phàm có thể biến ảo thành vô số chiến hồn, thậm chí ngay cả hồn lực ba động đều không có bất luận khác biệt gì. Đương nhiên, nếu như chỉ là điều động lực lượng tà nhãn hỏa loan mà nói thì vẫn xa xa không bằng uy lực chiến hồn chân chính. Không thể không nói, loại năng lực này của tỏa hồn châu rất bá đạo, đương nhiên, sau khi dùng U Linh chiến hồn phụ trợ thi triển thì ưu thế loại năng lực này mới hoàn toàn thể hiện ra được. Thậm chí sau khi Tiêu Phàm biết được năng lực tỏa hồn châu, trong lòng Tiêu Phàm sinh ra một cái ý nghĩ đáng sợ, cái kia chính là tỏa hồn châu và U Linh chiến hồn có khả năng chính là một thể. Chỉ có cùng một thể mới có thể phối hợp ăn ý như vậy. Tựa như từng cái bộ phận trên thân thể một người, đều là cân đối lẫn nhau, người lúc ăn cơm, tay kẹp đồ ăn mang đến trong miệng, miệng sẽ tự động mở ra, phối hợp căn bản không có bất kỳ tì vết nào, đạo lý đơn giản như vậy lại làm cho Tiêu Phàm cực kỳ không được bình tĩnh. Thậm chí trong lòng hắn còn nghĩ qua càng nhiều, đó chính là do mình nắm giữ U Linh chiến hồn nên mới là có thể được vô tận chiến điển tán thành. Là nguyên nhân chủ yếu được Tu La truyền thừa tán thành, chỉ là hắn không cách nào đi nghiệm chứng mà thôi. Lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm lần nữa rơi vào trên người Lăng Quân, thần sắc lạnh như băng nói, ngươi muốn để cho ta sống không bằng chết,
ta giết ngươi, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Nghe được câu này, Lăng Quân có loại xúc động muốn thổ huyết, bởi vì nửa câu sau là hắn vừa rồi nói với Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm nguyên bản trả lại cho hắn. Giờ phút này, chiến hồn của Lăng Quân chỉ còn lại một chút xíu, hơn nữa huyết khí trong cơ thể cũng gần như khô cạn, cho dù Tiêu Phàm không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu. Từ lần trước sau khi tại hư ảnh chiến hồn điện thôn phệ lực lượng huyết sắc trái tim, U Linh chiến hồn thôn phệ không chỉ là hồn lực, mà còn có cả huyết khí. Nguyên bản còn chuẩn bị để phệ hồn huyết tầm xuất thủ, hiện tại xem ra đã hoàn toàn không cần thiết. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Thần sắc hắn hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên thi triển năng lực tỏa hồn của tỏa hồn châu đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn lăn xuống. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm hít sâu một cái, tinh thần cảm giác có chút phảng phất, trong lòng trầm ngâm nói, bằng vào năng lực hiện tại của ta, thời gian thi triển tỏa hồn châu nhiều nhất cũng không thể vượt qua 10 hơi. Nếu như đối mặt với người càng cường đại, thời gian sẽ còn ngắn hơn, vì an toàn bản thân cân nhắc. Nếu như trong vòng 3 hơi giết không chết đối phương, vậy nhất định phải rời đi, một khi đối phương thức tỉnh, người chết chính là mình. Năng lực tỏa hồn châu tuy mạnh, nhưng tiêu hao đối với tâm thần và hồn lực cũng cực lớn, lấy thực lực Tiêu Phàm tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 10 hơi là đủ hiểu. U Linh chiến hồn, vẫn còn kém một chút mới có thể đột phá cửu phẩm. Hơi chuyển động ý nghĩ, Tiêu Phàm thu hồi U Linh chiến hồn. Sau đó con người băng lãnh nhìn chằm chằm Lăng Quân như là thây khô, thò một ngón tay điểm ra. Ngoại giới, ánh mắt tất cả đám người đều bị U Linh chiến hồn ngăn cản, không thấy rõ không trung phát sinh cái gì, ngay cả hồn lực cũng vô pháp thẩm thấu, tự nhiên nhìn không thấy tình huống bên trong. Nhưng bọn hắn đều biết, lấy sát tính của Tiêu Phàm, Lăng Quân đoán chừng không sống nổi. Chẳng lẽ hồn điêu thú kia thực lợi hại như vậy? Đôi mắt đẹp của Tô Mạch Huyên hơi trầm xuống. Nhìn chằm chằm hắc sắc phụ hải trên không trung, nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm dựa vào hồn điêu thú để đối phó Lăng Quân. Tô Mạch Hàn nghe thấy tiếng kêu thảm kia, trong lòng có chút phát run, hắn rất may mắn lần trước Tiêu Phàm không có tra tấn hắn như thế, chỉ là nhục nhã một cái chút mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, ngay sau đó, lít nha lít nhít bóng người từ cửa đại điện Lăng Vân Thương hội bao vây ra. Đấu giá hội kết thúc. Hai mắt Tô Mạch Huyên híp lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thần sắc có chút bận tâm. Giờ phút này, nếu là để cho người ta biết Tiêu Phàm giết Lăng Quân, Lăng Vân Thương hội nhất định không buông tha cho Tiêu Phàm, mà nàng vốn dĩ muốn lôi kéo Tiêu Phàm, dù là lôi kéo không được cũng không muốn đối địch với Tiêu Phàm. Tu sĩ đi ra Lăng Vân Thương hội, khi thấy hắc sắc phụ hải phía trước cũng cảm giác tê cả da đầu, không biết còn tưởng rằng bây giờ đang là đêm khuya. Hô hô, đột nhiên, hắc sắc phụ hải thu lại, U Linh chiến hồn giống như bị một cỗ đại lực hấp thụ vào, thời gian mấy tức liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bên trong hắc phụ hiện ra một thanh niên hắc bào. Tiêu Phàm, đám người lập tức nhận ra hắc bào thanh niên, nhìn thấy Tiêu Phàm, trong lòng bọn hắn mãnh liệt rung động một cái. Tiêu Phàm còn sống, vậy thì Lăng Quân kia đâu? Bọn hắn tìm kiếm thân ảnh Lăng Quân bốn phía, nhưng mà Lăng Quân tựa như đã tan biến trong hư không. Không lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại, Tiêu Phàm cùng Lăng Quân đại chiến sinh tử, Tiêu Phàm còn sống, Lăng Quân nhất định đã chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, thi cốt vô tồn. Bởi vì Tiêu Phàm là dùng U Linh chiến hồn cùng tỏa hồn châu giết chết Lăng Quân, xác chết có chút khó coi, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho đám người nhìn thấy, dứt khoát hủy thi diệt tích, không còn tung tích gì có thể tra được. Lăng Quân chết rồi. Tiêu Phàm vậy mà giết đại trưởng lão Lăng Quân của Lăng Vân Thương hội. Có người lên tiếng kinh hô. Thanh âm không nhỏ, hơn nữa ở đây người tu vi không thấp, tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, những vừa mới chạy tới không biết vì sao, tất cả tu sĩ đều tưởng là bản thân nghe lầm. Đại trưởng lão Lăng Vân Thương hội, đây chính là chiến đế đỉnh phong đó, làm sao có thể bị Tiêu Phàm giết chết? Tiêu Phàm, người dám giết người Lăng Vân Thương hội ta? Cũng đúng lúc này, trong đám người một tiếng kêu khẽ vang lên. Tìm theo tiếng nói nhìn lại nhìn thấy Lăng Băng Điệp một bộ váy trắng đang lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm trên không trung, ở sau lưng nàng, Lăng Thi Thi lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc Lăng Băng Điệp một cái, chậm rãi rơi xuống mặt đất, bình tĩnh đáp nói, bởi vì hắn đáng chết.
lời nói đơn giản lại tùy tiện quanh quẩn trên không trung, Vân Khê cùng Tiểu Kim hai người không chút do dự xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Thần sắc Lăng Băng Điệp trì trệ, sát khí lạnh lẽo từ trên người nàng lặng lẽ phát ra, Tiêu Phàm, ta nghe nói người rất phách lối, thật không nghĩ đến người đã đến mức không coi ai ra gì, người thật sự cho rằng không ai dám động tới người sao. Ở Vô Song Thánh Thành này, giết chết người chỉ dễ dàng như bóp chết một con kiến mà thôi. Nói đến đây, Lăng Băng Điệp ngừng lại, thần sắc lại khôi phục vẻ kiêu ngạo, nói, đương nhiên, ta có thể cho ngươi chỉ con đường sống, chỉ cần ngươi quy thuận Lăng Vân Thương Hội ta, ta chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa còn có thể để ngươi đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội, như thế nào? Thần tình kia tựa như đang bố thí cho Tiêu Phàm, cứ như Tiêu Phàm nên lập tức quỳ xuống cầu xin nàng. Tiêu Phàm giết Lăng Quân, còn để cho hắn đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội. Tên Tiêu Phàm này thật đúng là vận khí lớn. Đó là tiểu thư Lăng Băng Điệp khẳng khái, nhân từ, bằng không mà nói, một đạo mệnh lệnh ban xuống, Tiêu Phàm muốn chết cũng khó khăn. Nếu là ta thì đã sớm đáp ứng, tiểu tử này vậy mà còn đang do dự. Ngươi thì biết cái gì, đây chính là đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội đó, hắn đoán chừng đang kích động phát điên, không biết phải làm sao. Ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ hâm mộ. Đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội đối với phần lớn người mà nói đều là đại nhân vật chỉ có thể xa xa mà nhìn. Nghe thấy tiếng nghị luận của đám người, trên mặt Lăng Băng Điệp cũng hiện ra tiếu dung cao ngạo, coi thường nhìn Tiêu Phàm, tựa như một con tiểu khổng tước cao ngạo. Ngu xuẩn, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại thốt ra hai chữ đạm mạc và khinh thường. Hắn không ưa nhất chính là loại người tự cho là thanh cao kia, nhất là người ở trước mặt hắn tự cho mình là đúng. Rất hiển nhiên Lăng Băng Điệp chính là như vậy người. Lăng gia rất khủng bố sao? Lăng Vân Thương Hội rất mạnh à? Cho ta một con đường sống, tha ta không chết. Lăng Băng Điệp ngươi ở trước mặt ta lại tính là thứ gì? Thật muốn động thủ, cho dù ngươi là nữ nhân lại như thế nào, tiểu gia sẽ không thương hương tiếc ngọc, nữ nhân cũng giết không tha. Lời nói Tiêu Phàm cứng rắn, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này cũng dám nhục mạ Lăng Băng Điệp. Đây là muốn chết sao? Lăng Băng Điệp ngươi cao ngạo, tại trước mặt Tiêu Phàm lại không đáng tiền, cho dù cứng mềm đối với Tiêu Phàm đều vô dụng. Ngươi bố thí Tiêu Phàm như thế thì chỉ là đang nhục nhã hắn mà thôi. Tô Mạch Huyên híp hai mắt trong lòng trầm ngâm, tựa như đã sớm biết Tiêu Phàm nhất định sẽ cự tuyệt. Chỉ là nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dám ngay trước nhiều người như vậy nhục mạ Lăng Băng Điệp, chẳng biết tại sao, trong lòng Tô Mạch Huyên cũng cảm thấy thập phần hả giận. Tiếu dung trên mặt Lăng Băng Điệp trong nháy mắt cứng đờ, đã lớn như vậy còn không người nào dám nhục mạ nàng, thậm chí, nàng cả đời này cũng không nghĩ tới sẽ bị người nhục mạ. Hôm nay bị Tiêu Phàm nhục mạ, đây chính là lần thứ nhất, việc này làm sao bảo nàng không giận cho được. Tiêu Phàm, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết, cũng dám nhục mạ Băng Điệp tiểu thư. Tên khốn kiếp, ta muốn quyết đấu với ngươi, giết chết cái tên phế vật ngu xuẩn nhà ngươi. Vậy mà nhục mạ nữ thần của chúng ta không để yên cho ngươi. Lăng Băng Điệp còn không có nổi giận, trong đám người có không ít hộ hoa sứ giả phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Phàm la ầm lên, hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Đừng có mà đứng một chỗ sủa như chó nữa, có gan liền cút ra đây đánh một trận, Tiêu Phàm ta sẵn sàng đón tiếp. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn đám người, nâng tu la kiếm lên chỉ tu sĩ bốn phía nói. Tràng diện yên lặng một mảnh, không một người nào dám đứng ra, nói đùa cái gì thế, Tiêu Phàm ngay cả chiến đế đỉnh phong đều có thể chém chết, bọn hắn những người này trước mặt Tiêu Phàm còn không phải như rau xanh củ cải thôi sao. Tiêu Phàm, người giết đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội ta, chẳng những không truy cứu ngươi, hơn nữa còn hảo tâm để ngươi tiếp nhận vị trí, ngươi không chỉ có không cảm kích, lại còn dám mắng ta. Lăng Băng Điệp tức giận sắc mặt hơi trắng bệch, ngực chập trùng lên xuống. Một mảnh tuyết bạch vô cùng sống động. Lăng Quân bị ta giết chết, ngươi chẳng những không báo thù, hơn nữa còn để cho cửu nhân ta đầu nhập vào Lăng Vân Thương Hội, nói đến cùng, không phải là giá trị ta lớn hơn Lăng Quân sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ngừng lại nói, hiện tại ta đối với ngươi mà nói còn có chút giá trị, chẳng qua nếu như ta không còn giá trị thì sao? Có phải sẽ làm thịt như là heo chó hay không? Đây chính là sự tốt bụng của ngươi. Chỉ bằng điểm ấy IQ còn ở trước mặt ta khoe khoang, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin,
ngươi không chỉ là ngu xuẩn, mà còn là thứ ngu xuẩn ngực to không não. Mấy câu cuối cùng Tiêu Phàm cơ hồ là từng chữ nói ra, mỗi tên tu sĩ đều ở đây đều nghe nhất thanh nhị sở. Điểm này tâm tư của Lăng Băng Điệp, Tiêu Phàm làm sao nhìn không ra, gia nhập Lăng Vân Thương Hội, chỉ bất quá là một con chó của Lăng gia mà thôi, Tiêu Phàm hắn đường đường nam nhi tám thước, há có thể khúm núm. Tiêu Phàm, người quá phận, nhìn Lăng Băng Điệp gần như bạo tẩu, Tô Mạch Hàn liền vội vàng tiến lên một bước, tức giận nhìn Tiêu Phàm, âm thầm lại cho Tiêu Phàm một cái ánh mắt, truyền âm nói Tiêu Phàm, người đi mau, nếu ngươi không đi khả năng liền sẽ phiền phức. Tiêu Phàm cau mày một cái, hiển nhiên cũng rất ngoài ý muốn cử động của Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn, người cút ngay, ta muốn giết hắn. Đúng lúc này, lửa giận của Lăng Băng Điệp triệt để bộc phát ra, từ một con tiểu khổng tước kiêu ngạo biến thành một con cọp cái nổi giận. Tiêu Phàm thấy thế, thần sắc cũng biến thành băng lạnh, đối với người muốn giết mình, Tiêu Phàm tuyệt đối không hạ thủ lưu tình chút nào, quản ngươi là nam hay là nữ, cũng sẽ không để ý tới thế lực phía sau ngươi. Giống, Tiêu Phàm còn không có động, tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng, di chuyển lấy bước chân, chậm rãi hướng về Lăng Băng Điệp. Khí thế đáng sợ từ trên người nó tản ra, con mắt màu vàng óng lóe ra hàn mang, nhiệt độ bốn phía bỗng hạ thấp mấy độ. Ngay tại lúc đó, Vân Khê cũng tiến lên một bước, rút đãng thiên kiếm ra, sát phạt chi khí đáng sợ bạo phát. Cảm nhận được cỗ khí trên người tiểu kim, thân thể mềm mại Lăng Băng Điệp run lên. Nàng từ trong con ngươi tiểu kim nhìn thấy chỉ có vô tình và khinh thường. Hừ, một đầu xúc sinh cũng dám ở trước mặt bản tiểu thư diễu võ dương oai. Lăng Băng Điệp lấy dũng khí, nâng chiếc đầu cao ngạo miệt thị nhìn tiểu kim. Xúc sinh, nghe thấy hai chữ này, Tiêu Phàm hai mắt híp thành một đường, người quen với Tiêu Phàm đều biết hắn đã thật sự động sát tâm. Từ lúc quen biết cưới tiểu kim đến nay, hắn chưa bao giờ coi tiểu kim là hồn thú mà là xem như huynh đệ của mình. Lăng Băng Điệp nhục mạ tiểu kim là xúc sinh, không phải cũng là mắng Tiêu Phàm hắn sao? Ở trong mắt Tiêu Phàm, Lăng Băng Điệp đã là một người chết. Nhị tỷ, Lăng Thi Thi thấy thế, vội vàng lôi kéo cánh tay Lăng Băng Điệp, nàng một mực coi Tiêu Phàm là thần tượng, không muốn Tiêu Phàm cùng nhị tỷ nàng là địch. Thi Thi, người đứng qua một bên. Lăng Băng Điệp lạnh lùng trừng Lăng Thi Thi một cái, trong con ngươi không có bất kỳ tình cảm gì. Khí thế cường đại từ trên người nàng bạo phát ra, bốn phía nhấc lên một trận hồn lực khí lãng, Lăng Thi Thi bị cỗ kia đại lực đánh bay ra ngoài. Chiến đế trung kỳ, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, thực lực Lăng Băng Điệp vượt qua hắn dự liệu, từ khí thế trên người nàng phán đoán, so với Tô Mạch Hàn đều muốn cường đại hơn mấy phần. Hiện tại sợ hãi rồi sao? Đáng tiếc đã muộn. Bất quá, bản tiểu thư nhân từ, lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bỏ tới ở trước mặt ta dập đầu 10 cái, ta liền cho ngươi chết toàn thây. Lăng Băng Điệp nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang sợ hãi. Nàng vốn là một trong thánh thành tứ kiều, thiên chi kiêu nữ, không hề yếu hơn chút nào so với thánh thành bát tuấn, nàng quả thật có vốn liếng để cao ngạo. Băng Điệp, Tô Mạch Hàn không khỏi cau mày một cái. Hắn chưa bao giờ thấy qua một mặt vô tình như thế của Lăng Băng Điệp, bình thường có chút cao ngạo, nhiều nhất là đối với người khác hơi có chút lạnh lùng mà thôi. Nhưng giờ phút này Lăng Băng Điệp có chút đáng sợ, cũng có chút làm cho người chán ghét. Tô Mạch Hàn, uổng cho ngươi vẫn là nam nhân, lần trước bị hắn vũ nhục như thế, ngươi còn có thể nuốt vào cục tức này. Chỉ bằng ngươi dạng này cũng muốn để cho ta có hảo cảm với ngươi. Lăng Băng Điệp khinh thường nhìn Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn nghe vậy, con người mạnh mẽ co lại, cắn răng nói, người lần trước không phải đáp ứng ta à, nếu như không phải. Lời còn chưa dứt, liền bị Lăng Băng Điệp cắt ngang, không có bất kỳ cái gì nếu như, ta bất quá chỉ cho ngươi một cơ hội mà thôi, cũng không có nhận lời ngươi cái gì. Hơn nữa, cái thứ rùa đen rút đầu như ngươi căn bản không xứng làm nam nhân Lăng Băng Điệp ta. Cái thứ rùa đen rút đầu như ngươi căn bản không xứng làm nam nhân Lăng Băng Điệp ta. Lời nói Lăng Băng Điệp giống như tiếng sấm vang vọng trong não hải Tô Mạch Hàn, toàn thân hắn run lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Lăng Băng Điệp tràn ngập lạ lẫm, hắn nguyên bản tưởng mình đã hiểu Lăng Băng Điệp. Cho đến hiện tại hắn mới phát hiện, bản thân cho tới bây giờ không có chân chính hiểu rõ Lăng Băng Điệp. Ha ha, đột nhiên, một trận cười điên cuồng vang lên, chỉ thấy một thanh niên chừng 20 tuổi chậm rãi từ trong đám người đi ra.
nghiền ngẫm nhìn Tô Mạch Hàn. Độc Cô Trường Phong, Tô Mạch Hàn khẽ cắn môi, trong mắt tràn ngập hận ý. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi cau mày, đây chính là Độc Cô Trường Phong, ca ca Độc Cô Trường Giật sao? Băng Điệp, ta đã nói Tô Mạch Hàn là một tên nhát gan, hiện tại ngươi tin chưa, có người nhục mạ nữ nhân mình thích, hắn vậy mà thờ ơ, người như vậy không xứng làm nam nhân của ngươi. Độc Cô Trường Phong hoàn toàn coi thường Tô Mạch Hàn, ngược lại nịnh nọt nhìn Lăng Băng Điệp nói. Lăng Băng Điệp không nói, nhưng thần sắc bên trong lại ngầm thừa nhận lời nói của Độc Cô Trường Phong. Một bên thần sắc Tô Mạch Huyên cũng biến thành băng lạnh, nàng cũng không nghĩ đến Lăng Băng Điệp lại là người như vậy, nàng biết nếu như không đem Tô Mạch Hàn từ cái vũng bùn tình cảm này kéo ra, về sau Tô Mạch Hàn có khả năng triệt để phế đi. Thiên tài biến thành tầm thường có thời điểm cũng chỉ là sự tình trong chốc lát, chẳng qua là khi nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Ngươi cái thứ này cũng không xứng với Tô Mạch Hàn, nói ngươi ngu xuẩn đều đã coi trọng ngươi rồi. Khó nghe một chút, ngươi chính là tiện nhân. Thanh âm băng lãnh từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, trừ Tiêu U, Lăng Băng Điệp chính là nữ nhân mà Tiêu Phàm động sát tâm. Lời này vừa nói ra con ngươi, đám người mạnh mẽ co lại, tên Tiêu Phàm này thật đúng là dám mắng ra. Hai chữ tiện nhân vậy mà dùng lên thánh thành tứ kiều Lăng Băng Điệp, điều này khiến bọn hắn có chút không thể tin được vào lỗ tai mình. Nghe nói như thế, Lăng Băng Điệp tựa như bị đạp vào cái đuôi mèo. Sát khí trùng thiên, giận dữ hét, Tiêu Phàm, ta mặc kệ thân phận bối cảnh của ngươi, hôm nay, thiên thượng địa hạ, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Vừa dứt lời, Lăng Băng Điệp phẫn nộ phóng tới Tiêu Phàm, một cỗ khí tức cuồng bá hỏa diễm từ trên người nàng phát ra. Tốc độ nàng rất nhanh, ngọc thủ từ trong hư vô nhô ra, bắn ra một đạo lợi mang như kiếm, mang theo một cỗ khí tức cuồng bá xông thẳng đến ngực Tiêu Phàm. Mắt thấy lợi mang sắp tới gần Tiêu Phàm. Khóe miệng Lăng Băng Điệp hơi hơi dương lên, trong lòng cực kỳ khinh thường, thực lực cũng chỉ có như thế, vậy thì chết đi. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm không chịu nổi một kích như thế. Bất quá cũng có người trong nháy mắt nghĩ đến, trước đó Tiêu Phàm cùng chiến đế đỉnh phong Lăng Quân đại chiến một trận, mặc dù may mắn thắng, nhưng đoán chừng hồn lực cũng tiêu hao không còn bao nhiêu. Giống, cũng đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ ngập trời vang lên, chẳng biết lúc nào. Một đầu sư tử dài 2 mét ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm. Hồn lực khí lãng đáng sợ từ trong miệng nó phun ra ngoài, Lăng Băng Điệp rốt cuộc không thể tiến lên thêm chút nào. Ngay sau đó, nó nâng móng vuốt thiêu đốt kim sắc hỏa diễm hướng về Lăng Băng Điệp hung hăng vỗ tới. Móng vuốt không lớn, nhưng cỗ huy hoàng chi uy lại là dọa cho tu sĩ bốn phía sợ hãi, toàn thân phát run. Lăng Băng Điệp càng là đứng mũi chịu sào, hỏa diễm khí lãng thổi tới trên mặt nàng. Truyền đến một cỗ thiêu đốt đau đớn, nàng phản ứng cực nhanh, nhìn móng vuốt tiểu kim sắp rơi xuống liền nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Bất quá vẫn chậm nửa nhịp, móng vuốt từ đầu vai nàng sượt qua, máu tươi bay múa, Lăng Băng Điệp hét thảm một tiếng. Lại nhìn tiểu kim giờ phút này hoàn toàn đắm chìm bên trong hỏa diễm, giống như dục hỏa trọng sinh, uy thế ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Hồn thú thật đáng sợ, nó thực chỉ vừa mới đột phá bát giai sơ kỳ ư. Đám người ra đầu phát run. Băng Điệp, Độc Cô Trường Phong thấy thế, quát to một tiếng chạy tới. Độc Cô Trường Phong, thay ta phế xúc sinh này, người muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Lăng Băng Điệp tựa như triệt để nổi điên, trở nên vô cùng điên cuồng. Nghe thấy lời Lăng Băng Điệp nói, ánh mắt Độc Cô Trường Phong sáng lên, cái gì đều đáp ứng, vậy nếu như ta muốn ngươi, há không phải ngươi cũng đáp ứng. Được. Độc Cô Trường Phong gật gật đầu, khiêu khích nhìn Tô Mạch Hàn một cái. Nói ngươi là tiện nhân ngươi còn không tin, Tiêu Phàm mặt coi thường, xì một ngụm đàm, sau đó nhìn về phía Tô Mạch Hàn nói, Tô Mạch Hàn, dạng mặt hàng này ngươi lại có thể thấy vừa mắt, ta thực sự thấy không đáng thay ngươi. Tô Mạch Hàn, dạng mặt hàng này ngươi lại có thể thấy vừa mắt, ta thực sự thấy không đáng thay ngươi. Lời nói Tiêu Phàm vang vọng thật lâu ở trong đầu Tô Mạch Hàn. Bất quá Tô Mạch Hàn lại tựa như không nghe thấy, con người hắn vẫn có chút vô thần, tựa như mất đi thứ gì đó quý giá. Cho tới nay, hắn đều hâm mộ Lăng Băng Điệp, nhưng hôm nay Lăng Băng Điệp vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy phủ định hắn. Trong đầu hắn chỉ nhớ kỹ câu nói kia của Lăng Băng Điệp, cái thứ rùa đen rút đầu như ngươi căn bản không xứng làm nam nhân Lăng Băng Điệp ta.
Lăng Băng Điệp ở trong lòng hắn chính là một trong những thứ mà hắn quý trọng nhất, nhưng mà hôm nay lại triệt để mất đi, điều này bảo hắn làm sao mà tiếp nhận cho được. Tô Mạch Hàn, người tỉnh lại cho ta, chẳng phải chỉ là một nữ nhân sao? Cái loại nữ nhân như vậy căn bản không xứng với ngươi. Tô Mạch Huyên vận chuyển hồn lực lớn tiếng kêu lên, lung lay thân thể Tô Mạch Hàn. Độc Cô Trường Phong nhìn thấy bộ dáng Tô Mạch Hàn, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, trong lòng cười lạnh nói, Tô Mạch Hàn, cùng ta đấu nhiều năm như vậy, hôm nay ngươi bại, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi bị bại triệt để như vậy, ha ha. Độc Cô Trường Phong trong lòng cười to lấy, sau đó chậm rãi quay người, nhìn về phía Tiêu Phàm, một mặt ngạo nghễ nói, là ngươi tự mình động thủ, hay là muốn ta giúp ngươi? Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy lời nói của Độc Cô Trường Phong, ánh mắt hắn rơi vào trên người Tô Mạch Hàn. Nhưng mà Độc Cô Trường Phong nhìn đến, Tiêu Phàm lại không hề để hắn vào mắt, tựa như trong mắt Tiêu Phàm, Độc Cô Trường Phong hắn chỉ là một thằng hề, nghĩ vậy, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Băng Điệp nói, muốn để ngươi sống không bằng chết, Băng Điệp băng thanh ngọc khiết, khinh thường giết ngươi, vậy để cho ta thay nàng động thủ đi. Độc Cô Trường Phong lúc này còn muốn nịnh nọt Lăng Băng Điệp. Để lại một câu nói, Độc Cô Trường Phong liền biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã cách Tiêu Phàm hai trượng, trường kiếm trong tay hắn lộ ra kiếm mang lăng lệ. Chỉ bằng Độc Cô Trường Phong ngươi còn chưa xứng để công tử động thủ. Gần như đồng thời, một đạo thanh âm bên cạnh Tiêu Phàm vang lên, sau đó hiện ra một vòng bạch mang, đó là một đạo kiếm cầu vồng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cùng Độc Cô Trường Phong đâm vào cùng một chỗ. Vân Khê, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Độc Cô Trường Phong không nghĩ tới Vân Khê vậy mà sẽ ra tay ngăn hắn lại, bất quá, hắn vẫn không đem Vân Khê đặt ở trong lòng. Tại Vô Song Thánh Thành, mạnh nhất là Thánh Thành Bát Tuấn cùng Tứ Kiều bọn hắn, cùng tuổi một đời cơ hồ không người có thể địch, Tiêu Phàm chỉ là một trường hợp đặc biệt, có thể cùng Thánh Thành Bát Tuấn giao phong, nhưng Vân Khê lớn lên tại Vô Song Thánh Thành, bọn hắn đối với thực lực Vân Khê dù sao cũng có hiểu biết. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Thần sắc Vân Khê đạm mạc, hắn không còn là Vân Khê trước kia, mặc dù không sợ cường quyền nhưng lại không dám chân chính cùng thiên tài đại gia tộc va chạm sinh tử, dù sao vô luận thắng thua đều đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nhưng hiện tại khác biệt, hắn bây giờ cũng là thiên tài nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Dứt lời, Vân Khê đem Độc Cô Trường Phong hướng về không trung bước tới, từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đều không nhìn Độc Cô Trường Phong một cái. Tô Mạch Hàn, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng, sớm biết rõ hôm đó ta liền nên giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một ngày này ở chung, Tiêu Phàm cũng đại khái biết cách làm người của Tô Mạch Hàn, mặc dù có chút hoàn khố không ai bì nổi, nhưng bản tính lại không bị hỏng. Dù sao, Tiêu Phàm vũ nhục hắn như thế, nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm kêu người gia tộc đến báo thù, nhưng Tô Mạch Hàn lại không có. Hắn tình nguyện bản thân gánh chịu sự sỉ nhục này. Đơn giản một điểm này cũng có thể thấy được, Tô Mạch Hàn là một người rất hiếu thắng, mà Tiêu Phàm cũng coi Tô Mạch Hàn thành bằng hữu. Bất quá nhìn thấy bộ dáng Tô Mạch Hàn hiện tại, trong lòng Tiêu Phàm có loại cảm giác nhìn lầm người, nếu như Lăng Băng Điệp đáng giá để hắn thích, hắn lại bị đả kích không đứng dậy được, Tiêu Phàm còn có thể lý giải. Nhưng Lăng Băng Điệp dạng này căn bản không đáng hắn bỏ ra tình cảm của mình. Mà Tô Mạch Hàn hắn lại không đứng dậy được, ở trong mắt Tiêu Phàm, Tô Mạch Hàn chính là một tên hèn nhát. Cái này trả lại cho ngươi, về sau đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Tiêu Phàm vung tay ở giữa, một đạo kim sắc lưu quang bắn ra, rơi thẳng vào trước người Tô Mạch Hàn. Đó là một cây chiến thương, đường vân vàng bạc giao nhau, nhàn nhạt tỏa ra ngân sắc hỏa diễm, thập phần thu hút ánh mắt người khác, rất hiển nhiên. Đây là cửu phẩm hồn binh Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương của Tô Mạch Hàn. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền quay người nhìn về phía Lăng Băng Điệp, con người đen kịt lộ ra một loại tử vong quang mang. Ha ha, đột nhiên, một tiếng cười to vang lên, tiếng cười cực kỳ buồn bã, chỉ thấy con người Tô Mạch Hàn chậm rãi đỏ bừng, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Lăng Băng Điệp. Lăng Băng Điệp, sau ngày hôm nay, ngươi và ta không còn bất luận liên quan gì. Tô Mạch Hàn hất áo bào lên, đưa tay nắm Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, trên người bộc phát ra khí thế đáng sợ. Đồng thời, thể nội hắn cũng truyền ra một trận tiếng ken két, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn,
điên cuồng hướng về thể nội hắn. Ở đây người đều biết rõ, đây là dấu hiệu đột phá, Tô Mạch Hàn nếu như đột phá, vậy há không phải chiến đế cảnh trung kỳ. Còn không để đám người lấy lại tinh thần, một cỗ khí tức cuồng bạo khắc nghiệt từ trên người hắn dập dần tỏa ra, Tô Mạch Huyên cách gần nhất vội vàng rút lui mấy bước. Cổ hàn khí kia quá đáng sợ, liền chiến đế trung kỳ cũng không dám ngạnh bính. Xa xa nhìn lại, đó là hàn khí ngưng tụ không tan, liền tựa như bạch sắc hỏa diễm trong suốt, quả thực là thập phần quỷ dị. Đây là hàn băng âm hỏa chi lực, Tiêu Phàm quay đầu, cảm nhận được khí tức trên người Tô Mạch Hàn phát ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn cũng không nghĩ đến, Tô Mạch Hàn vậy mà dưới tình huống này lĩnh ngộ một loại lực lượng khác của chiến hồn Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, trước đó hắn còn chuẩn bị nhắc nhở Tô Mạch Hàn một phen. Xem ra thế gian vạn vật đều có nhân quả, nếu như Lăng Băng Điệp cùng Tô Mạch Hàn thực ở cùng một chỗ, có lẽ cả một đời hắn đều không lĩnh ngộ âm hỏa chi lực, chỉ có thể lĩnh ngộ dương hỏa chi lực. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm cảm thán. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí thế đáng sợ kia trên người Tô Mạch Hàn, liền Tiêu Phàm hắn đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Bây giờ Tô Mạch Hàn mới có thể chân chính phát huy ra uy lực cửu phẩm chiến hồn Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, dù là chỉ là chiến đế sơ kỳ, thực lực hắn ít nhất cũng phải gia tăng lên gấp bội. Huống chi hiện tại hắn lại đột phá đến chiến đế trung kỳ, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi, Tiêu Phàm có thể chiến thắng Tô Mạch Hàn hay không đều là một ẩn số. Tiêu Phàm, đa tạ. Tô Mạch Hàn cầm Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương trong tay, chắp tay đối Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, cả người nhìn qua tựa như thiếu một loại táo bạo, nhiều thêm một tia ổn trọng. Ha ha, may mắn người thanh tỉnh nhanh, ta còn chuẩn bị lại dẫm người mấy cước đây. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn thấy Tô Mạch Hàn có thể tỉnh lại, hắn cũng vui mừng. Còn phải cảm tạ mấy cước kia của Tiêu Huynh, bằng không ta sẽ không thanh tỉnh nhanh như vậy. Tô Mạch Hàn mỉm cười, sỉ nhục Tiêu Phàm dẫm hắn đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Qua một lúc lại cùng ngươi uống rượu chúc mừng, về phần hiện tại, ta xử lý một chút sự tình trước. Tiêu Phàm mỉm cười, lần nữa nhìn về phía Lăng Băng Điệp nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta đứng ở chỗ này. Còn ngươi Lăng Băng Điệp lạnh lùng, nàng trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được thực lực Tiêu Phàm, thầm nghĩ trong lòng, sủng vật hắn đều như vậy mạnh. Huống chi bản thân hắn đây. Bằng vào thực lực của ta chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng nếu tất cả mọi người ở đây thì sao? Nghĩ vậy, Lăng Băng Điệp đột nhiên cười lạnh nói, Tiêu Phàm, ngươi dám khinh thường Vô Song Thánh Thành ta không người, một mình ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có thể mạnh hơn tất cả mọi người ở đây xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.